Xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Mi Sinh Thiện. Anh nhân Haseo Mi Sinh Imnida. Quay trở lại phần 89 ngày hôm nay đó quý vị, thì tôi sẽ chia sẻ có rất là nhiều cái vấn đề nha quý vị. Vì mấy ngày hôm nay thì tôi không có lên clip. Thì có xảy ra cái vụ mà lùm xùm của các em bánh tét ở bên Mỹ và em Mã Lai ở Việt Nam đó quý vị. Thì ngộ không, mấy cái vấn đề đó thì có dính líu gì tới tôi đâu mà cũng môi tên tôi ra đó quý vị. Thì tôi cũng có theo dõi, tôi xem thử coi như thế nào đó. Thì mới đầu là các em Mã Lai là thấy mừng, là cho rằng là em bánh tét bên kia là quay xe rồi kiểu như là mừng đó quý vị. Nhưng mà không ngờ là theo như cái sự mà nhận xét của tôi á, thì cái câu chuyện của em bánh tét phân tích mà đưa ra đó quý vị, thì đang chơi em Mã Lai một vố phải nói là quá đau luôn quý vị. Phải nói là quá đau, nhưng mà tự cho mình là thông minh, nhưng mà bị bánh tét cho một vố quá trời đau quý vị. Thì tôi á, thì thật ra là khi mà mỗi năm á, ra Tết là tôi hay tìm những cái tour du lịch để tôi đi chơi lắm quý vị. Chứ tôi không có thời gian để mà tôi lên trên đây để mà đấu qua đấu lại. Cái thứ nhất, tôi vẫn nói đi nói lại rất là nhiều lần, tôi không phải là một người đi bám vô để kiếm tiền YouTube, mà tôi lên để tôi làm vì niềm vui. Nhưng mà tôi cảm thấy là vô tình tôi xía vô trong cái vụ việc của các em vô ơn này. Đó, thì tôi thấy em ấy tội nghiệp quá, thì tôi nhảy lên tôi binh. Đó, thì bây giờ tôi cảm thấy tôi binh sai người không đúng, thì thôi giờ cảm thấy nó không thú vị nữa, cảm thấy nó không vui nữa, và cảm thấy cái câu chuyện này nó lãng xẹt và nó lãng nhách đó quý vị. Cho nên là mình không thèm nói mà cứ moi tên tôi ra hả quý vị. Cũng thông báo với là tất cả mọi người luôn là Mi Sinh đang tìm cái tour đi du lịch Trung Quốc. Mà quý vị biết là Trung Quốc nó rất là lớn, nó có rất là nhiều địa danh để mình đi. Cho nên là cũng là tour Trung Quốc nhưng mà nó có nhiều địa điểm khác nhau nha quý vị. Cho nên là Mi Sinh lên để mà tìm những cái địa điểm nào đó nó phù hợp mà nó đẹp. Tại vì mình chưa đi Trung Quốc thì Mi Sinh chỉ đi duy nhất là Quảng Châu với Thẩm Quyến thôi. Còn những địa danh khác Mi Sinh chưa có đi. Đó, Bến Thượng Hải nè, rồi Vạn Lý Trường Thành nè. Nó có nhiều địa điểm lắm mà Mi Sinh không biết là như thế nào, cho nên đang lựa chọn. Dự định đi là có thể là đi trong tháng 4 đó quý vị, cuối tháng 3 hoặc là đầu tháng 4. Cho nên là tất cả mọi người mà nếu ai muốn đi chung với lại Mi Sinh thì cùng đăng ký tour để đi nha quý vị. Để cái clip sau, cái clip 90 á, Mi Sinh sẽ chia sẻ về cái lịch trình mà Mi Sinh chọn. Còn hiện tại bây giờ Mi Sinh đang trong quá trình để chọn cái tour để mình đi đó quý vị. Có ai rảnh đâu mà tối ngày đi lên trên mạng để mà coi người này chửi qua người kia chửi lại quý vị. Thiệt á, tôi nản ghê. Tôi cảm thấy là trong cái vụ việc của cái em mà vô ơn đó quý vị, đối với tôi hiện tại bây giờ nó là một cái tào lao rồi quý vị. Tôi không có muốn nói tới nữa. Đó, nhưng mà trong cái vấn đề mà cái đợt vừa rồi, cái clip phần 87 tôi có chia sẻ cho một cái hoàn cảnh của một cái em mà cái bụng của nó bị chướng ra mà bị tràn dịch phổi với bệnh tim đó quý vị. Thì tôi có chia sẻ cái đó, tôi thì lúc nào nó cũng rõ ràng minh bạch hết trơn á. Cho nên tôi chia sẻ những cái thông tin bệnh của họ, rồi tôi chia sẻ cái giấy chứng minh nhân dân của họ, tôi chụp tôi để lên. Cái bắt đầu là những cái kẻ xấu nó lợi dụng vô cái đó, tại vì cái đó chỉ có những người làm YouTube mới biết thôi quý vị. Thì là chia sẻ thông tin, tức là vô báo cáo với lại YouTube là tôi chia sẻ thông tin của người khác, cho nên YouTube nó xóa luôn cái clip đó của tôi quý vị. Cái clip của tôi là nó gần 50.000 lượt người xem. Thì 50.000 thì ít nhất cũng có một số lượng người để ủng hộ cho bé Trinh đó quý vị. Tự nhiên vô báo cáo xóa luôn cái clip của tôi. Thì tôi thấy tội nghiệp quá, tôi mới vừa đăng có 3 ngày thôi mà là bị xóa clip rồi. Tôi mới lên tôi che cái thông tin đó lại, tôi mới đăng lại thêm một lần nữa để cho những mạnh thường quân khác, người ta nhìn vào người ta sẽ ủng hộ và giúp đỡ cho gia đình của cháu Trinh đó quý vị. Thì tôi có đăng lại sau 4 ngày. Đó, thì đăng lại sau 4 ngày thì những người đã xem rồi họ đâu có xem nữa quý vị. Thì cái lượt xem nó chỉ còn có 8.000 mấy 9.000 gì đó. Cũng vô nó nói nữa, nó nói là một cái người phân tích giỏi quá, từ 300-400.000 lượt xem mà giờ nhảy xuống còn có 8-9.000 lượt xem là phân tích dữ chưa. Vô vậy nó cũng chửi mình đó quý vị. Tôi thú thật với lại tất cả những AT fan nè, dù là nó có xuống bao nhiêu view đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm. Tại vì tôi chia sẻ là tôi chia sẻ những cái gì tốt đẹp đến cho cộng đồng. Còn cái vấn đề ví dụ như những người họ thích coi chửi lộn thì họ qua những kênh khác thôi, chứ kênh của tôi là không có chửi lộn và kênh của tôi không có câu view. Vì sao ngày hôm nay mà tôi lên cái clip này là vì cái tin nhắn của em gái này đây quý vị. Em ấy nói như thế này đây quý vị: mấy ngày rồi chị chưa có ra clip mới, bên kênh của chị phân tích chị khỏe không, hay là chị bận quá, hay nản lòng vì gặp nhiều người xấu vậy chị?
nhiều người còn chờ chị lắm. Đừng để cho fan chờ lâu quá nha chị yêu. Đó, vì cái em này cho nên ngày hôm nay tôi lên đó quý vị. Tại vì á là tôi không có quan tâm là vấn đề là bao nhiêu ngày tôi lên một clip, mà là tôi thích thì tôi lên, còn tôi không thích tôi không lên quý vị. Nhưng mà vì cái em này nói đừng có để cho fan mình chờ lâu quá nha chị yêu, nghe thương quá quý vị, cho nên là ngày hôm nay tôi lên cái clip này để chia sẻ đến tất cả mọi người. Những người mà fan ruột mà theo dõi tôi đó quý vị thì thừa biết là tôi không phải là chạy theo view để kiếm tiền thật sự. Nhưng mà vì cái câu nói này của tôi á, thì dù tôi nói bất kỳ một cái gì nó cũng đem ra nó phản biện nó nói hết đó quý vị. Nhưng nếu như mà người thông minh, nếu như mà người nhìn vô là biết. Tại vì nếu như những người mà họ làm câu view để kiếm tiền thì dĩ nhiên là ngày ngày họ đều la rip để kiếm tiền quý vị. Còn tôi tới 4-5 ngày, thậm chí là một tuần lễ hay tôi thích tôi lên, tôi không thích tôi không lên quý vị, là tôi xách vali tôi đi chơi, tôi đi du lịch thôi. Vì em này nói cho nên là tôi rất là thương, vì có rất là nhiều người đang chờ đợi tiếng nói của tôi đó quý vị. Thì ngày hôm nay tôi cũng xin chia sẻ, lần này chia sẻ kinh nghiệm quý vị, không có đưa cái giấy chứng minh của họ lên nữa. Thì cái mục là tìm người bé trai đi học mà bị thất lạc đây quý vị, có một cái em khán giả nhờ tới tôi. Thì em ấy nhờ tôi chia sẻ cái trường hợp này, và em ấy nói như thế này nè: trời ban tặng cho chị một cái giọng nói ấn tượng và thu hút người nghe lắm chị, dù nghe lại cái clip cũ vẫn không có chán. Nhà em có công việc nhiều mệt mỏi, tập trung nghe chị phân tích tự nhiên, nghe xong khỏe ra và có sức sống cho một ngày mới luôn. Thương không quý vị? Trời đất ơi, giọng nói của chị rất là ấn tượng và thu hút. Nghe cái clip cũ của chị nghe hoài không có chán, làm việc mệt mỏi tập trung nghe chị nói, phân tích xong cái là coi như là tràn đầy sức sống, một ngày mới vui vẻ luôn. Cảm ơn em rất là nhiều, là cho nên em nhờ tôi chia sẻ cái trường hợp của cái cháu bé này đây quý vị. Nhờ mọi người giúp đỡ, bé Minh Nhật học lớp 6, trường phổ thông cơ sở Nguyễn Hiền, đường Tân Thế Hiệp 07, phường Tân Thế Hiệp, quận 12. Tan học là vào lúc 4 giờ 45 phút chiều, đến giờ vẫn chưa có về nhà, gia đình người thân đang tìm, nhưng sau 5 giờ tìm kiếm vẫn chưa có tìm thấy bé. Kính mong quý anh chị giúp đỡ, ai thấy bé thì liên hệ về với gia đình. Số điện thoại là 0963 447518. Gặp Trần Bình, gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Kính mong quý anh chị giúp đỡ, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giùm ạ. Thì cái này dạ kính thưa Atifan, làm ơn làm phước đừng có báo cáo giùm tôi, để cho tôi đăng chia sẻ để giúp đỡ mọi người giùm cái. Chứ đừng có mà thừa vô trong đây cái là báo cáo xóa cái clip nữa của tôi, khổ lắm quý vị. Bởi người ta nói làm người xấu thì rất là dễ, nhưng mà làm người tốt khó lắm quý vị. Đó thì mong mọi người, nếu ai mà tìm thấy cháu thì xin liên hệ về số điện thoại và gặp ba của cháu, gia đình xin hậu tạ nha quý vị. Tôi hy vọng là gia đình của cháu sớm tìm được cháu để quay trở về nhà nha quý vị. Để tôi chia sẻ mấy câu chuyện này xong rồi tôi sẽ nói về cái vấn đề của cái chị Đại bên Mỹ và chị Đại ở Mã Lai nha quý vị. Thì có một cái vị khán giả gửi về tôi như thế này đây quý vị: em đã xem chị mấy năm nay rồi, hôm nay em mạo muội nhắn tin cho chị có thể nói về năm em không? Em thì không thần tượng, nhưng mà cũng là phận gái, thấy cô ấy như vậy thấy thương hơn là giận. Dù sao em cũng còn trẻ, đừng để cuộc đời mình đi xa quá. Em Tố Uyên, hiện sống ở Cao Hùng, Đài Loan. Rất thích chị, nói phân tích hay và phản biện đều rất có văn hóa. Em học hỏi ở chị cách ứng xử văn minh, lịch sự quá hay. Mặc dù đối mặt với rất nhiều con người nói chuyện thiếu giáo dục, chị vẫn giữ được một cái phong độ gọi là đẳng cấp luôn đây. Không phải là những lời nói nịnh mà xuất phát từ trái tim của em nhìn nhận một con người. Nếu có thể em về Việt Nam xin gặp chị được không? Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Chị cảm ơn em nhiều lắm nha Tố Quyên ở Cao Hùng, Đài Loan. Chị có một cái đứa em chồng của chị cũng lấy chồng về bên Cao Hùng, Đài Loan, nay là cũng gần 30 năm rồi. Em kêu chị là phân tích về vấn đề của nam em, thì thật sự là có rất là nhiều khán giả yêu cầu chị phân tích về vấn đề của nam em. Nhưng chị đã nói với lòng mình là chị sẽ không dính vô bất kỳ cái drama nào lùm xùm ở trên mạng nữa. Còn về cái vấn đề của em nam em thì chị cũng có nói ở phần 87, chị có nói sơ rồi. Chị không thích phân tích về vấn đề này. Và cái vấn đề của nam em thì chị chỉ nhìn nhận rằng là nam em là một cái người đang mắc bệnh trầm cảm. Nhưng mà lại lên trên mạng thì đây là đáng trách, là trách cái người chồng mà sắp cưới á, lại để cho cái người vợ mình thừa biết là người vợ mình đang mắc bệnh trầm cảm thì không nên dính vô trong mạng xã hội. Tại vì cái mạng xã hội nó rất là kinh khủng, vì có những người họ có thể vì thần tượng của họ, họ không cần đúng hay sai là họ vào họ tấn công mình bất chấp. Mà những người mà mắc bệnh trầm cảm thì họ không thể nào chịu đựng được những cái câu mà chửi tấn công đó. Và em nam em cũng vậy. Cho nên là trong cái câu chuyện nam em thì tôi thấy rất là bình thường, không có gì để mà mình đáng nói hết trơn.
Còn nếu như thật sự mà chị có quen nam em á, thì chị sẽ khuyên riêng, chứ chị không lên đây chị nói. Chị sẽ khuyên riêng nam em là không nên lên trên mạng để mà nói như vậy. Đó thì chị sẽ khuyên thôi. Còn cái vấn đề mà đúng hay sai nói về những người khác đồ này kia thì chị sẽ không quan tâm cái vấn đề đó. Chị chỉ quan tâm là không nên sử dụng mạng xã hội, hãy để cho tâm mình nó tịnh thôi em. Còn khi nào mà em về Việt Nam á, thì em có dịp thì em ghé thăm nhà chị. Chị sẵn sàng đón tiếp em. Khi nào mà chị qua bên Đài Loan Cao Hùng thăm em chồng của chị thì chị sẽ alo em, thì chị em mình gặp nhau uống sinh tố nha. Còn em nói là em học hỏi ở chị là có rất là nhiều người tấn công mà chị vẫn đối mặt với họ và nói chuyện rất là có văn hóa. Thì ở đây á, là không phải ai cũng được như vậy. Giống y như là bé năm em cũng vậy, cũng bị tấn công cho nên là bị mất bình tĩnh. Còn chị cách đây 4 năm tháng chị cũng đã bị sốc, cho nên là chị nhập viện. Khi mà mình lên trên cộng đồng mạng, nam em là người ở trong giới showbiz cho nên cũng hiểu được vấn đề này. Nhưng mà chắc có lẽ là bé ấy còn quá nhỏ, tại vì nam em mới sinh năm 96, thì lớn hơn con chị chỉ có 4 tuổi thôi, cho nên là còn rất là nhỏ, kinh nghiệm trải đời chưa có. Có thể là chỉ cần vì một cái câu nào đó sốc hoặc là anti-fan vô cái là quất lại liền, chứ không có cái sự nhẫn nhịn giống y hệt như chị. Tại vì là trên cộng đồng mạng là một con dao hai lưỡi. Vì ví dụ như những cái gì mà mình lên mình phân tích mà nó vừa ý của họ thì họ lại khen, họ lại tăng bốc. Nhưng khi mà mình nói cái gì đó mà nó không vừa lòng họ là bắt đầu họ quay sang, bắt đầu họ chửi mình liền. Cho nên khi mà tham gia trên cộng đồng mạng này nó rất là kinh khủng. Cho nên chị biết cái vấn đề đó, chị đã rút kinh nghiệm rồi. Cho nên những cái vấn đề mà lùm xùm drama ở trên mạng nè, rồi có những cái câu chuyện mà đùng ra một cái là tất cả YouTuber đưa lên á, cái đó còn nên suy nghĩ lại nha. Cái đó cần nên suy nghĩ lại nha quý vị. Tại vì á là họ có thể đưa lên được và họ có thể đạp xuống được. YouTube là như vậy đó quý vị. Cho nên là tôi rất là sợ. Vì mình lớn rồi, mình không phải giống y con nít em ạ. Ví dụ như mình bị họ tấn công, họ chửi mình bằng những cái lời vô văn hóa thô tục, không lẽ là giờ mình cũng đáp trả là y hệt như vậy? Thì chẳng khác nào mình cũng là một loại giống y hệt như họ sao? Mình sẽ trả lời họ, nhưng mình sẽ trả lời họ bằng một cách có văn hóa. Để chi? Đó là cái cách mình dạy họ đó, chứ không phải là mình chửi lộn lại họ. Mình dạy họ, họ chửi mình càng nhiều, mình trả lời họ có văn hóa lịch sự, tự nhiên càng ngày càng lâu họ cũng phải có suy nghĩ lại chứ quý vị. Họ sẽ suy nghĩ lại, tại sao cái con nhỏ này mình chửi nó nhiều như vậy mà nó vẫn trả lời với mình rất là lịch sự, rất là đàng hoàng. Tự động họ quê và họ sẽ sửa chữa cái bản tính của họ, sẽ không còn cái cách ăn nói chuyện vô giáo dục và chửi người khác ở trên mạng giống y hệt như vậy. Đó là cái cách của chị để mà chị thay đổi người khác bằng cách đó đó em. Có một cái câu vào bình luận trong cái trang mà tôi kể chuyện đời tư của tôi đó quý vị, cách đây gần 3 năm rồi, cái clip này gần 3 năm. Vào bình luận nói như thế này, giàu như vậy mà không làm từ thiện. Thật tình nè, chị nói với lại Bông Thái Thị, Thị Thái Bông vậy đó. Cái vấn đề á là giàu, nhưng có cái là mình có giúp thì mình giúp cho gia đình mình thôi. Chứ làm gì có vụ trách nhiệm của những người giàu là phải đi làm từ thiện sao? Đúng không? Mà trong khi đó là tôi giàu đối với tôi thôi, chứ đối với người khác tôi cũng chả là cái gì. Tôi giàu đối với vợ gia đình tôi thôi. Nếu như mà tôi có làm từ thiện á, là trước hết trong tất cả gia đình dòng họ của tôi giúp hết chưa? Tôi giúp được hết rồi. Và tất cả những người trong gia đình dòng họ nội ngoại của bên nhà tôi đó, là tất cả ai cũng sống giàu sang phú quý hết, thì lúc đó dư ra mới đi làm từ thiện. Còn bây giờ gia đình dòng họ của mình còn nghèo quá trời nhiều, mà đi làm từ thiện để làm gì? Những người đi làm từ thiện, tôi xin lỗi nha, nói ra đụng chạm nữa, là những người mà đi làm từ thiện á, là chẳng qua là họ đang tạo cái mác cho mình để họ giả tạo thôi, chứ chả có tốt lành bất kỳ một cái gì. Nhưng bản thân tôi thì tôi không thích giả tạo như vậy quý vị. Tôi không thích giả tạo đi làm từ thiện tức là tôi là một người tốt, tôi là một cái người đi giúp đỡ người nghèo. Tôi không bao giờ có cái tính mà giả tạo làm như vậy quý vị, trong khi gia đình của mình là chưa xong, hiểu không? Cho nên là từ ngay chỗ này quay trở lại cái vấn đề mà các em Mã Lai, em Mã Lai thích đi làm từ thiện, thích đi giúp người dân ở bên ngoài, thích bỏ ra 1 tỷ đồng để giúp cho người dân, nhưng mà cái người đó không phải nghèo để cho mình giúp. Rồi vấn đề bỏ công bỏ sức hơn 1 năm trời, gọi là giả tạo, tôi dùng cái từ là giả tạo nha quý vị. Giả tạo là mình là người tốt để đi giúp cho họ, nhưng thật ra nó không phải là như vậy, em hiểu không? Cho nên cái vấn đề nếu như mà người thông minh họ dòm cho họ biết liền à, và rất là nhiều người người ta biết rồi, đừng có giả tạo như vậy, hãy sống thật với lòng mình. Trong khi gia đình của mình, là cha mẹ của mình, là xây một cái căn nhà còn chưa có đủ 1 tỷ đồng nữa, mà lại lấy 1 tỷ đồng đó đi cho người dân, rồi dòng họ của mình thì nghèo quá trời, không giúp, vậy thì cái đó có phải là người tốt không, hay là đang giả tạo
để tạo mục đích, để nhằm một cái gì đó để đánh bóng tên tuổi cho mình. Và quay trở lại cái người mà thích giả tạo đây, tôi sẽ chia sẻ một cái bài, tại vì tôi không có thích, nhưng mà có một cái là thấy Linh giả tạo quá nó cũng khó chịu, ngứa mắt đó quý vị. Thì cái em mà Mã Lai đó quý vị chia sẻ lên một cái status rất là dài, gửi một cái tâm thư đến em Phương Anh Bánh Tét ở bên Mỹ quý vị. Thì cái tâm thư đó viết dài lắm, tôi chỉ đọc cái khúc dưới thôi, còn khúc trên không quan tâm quý vị. Tôi chỉ đọc cái khúc dưới như thế này, tại vì cái khúc này tôi quan tâm nè. Tôi đọc thử coi mọi người nghĩ như thế nào nha quý vị. Chị cứ lên án em cái vụ khiên kép sắt là đúng, mà làm em cũng thấy áy náy vì có lỗi vô cùng. Tại sao phải vào nhà mấy con lừa đảo để khiên kép sắt? Tại sao phải vào nhà mấy con lừa đảo để khiên kép sắt cơ chứ? Phải để những đứa lừa đảo đó nó nhẫn nhơ, sống chan hòa với xã hội mới là lành mạnh phải không chị? Với lại vào nhà người ta khiên kép sắt mà lại báo công an đi cùng, lại phải xin giấy chấp nhận của công an ở địa phương là em không được rồi. Phải như chị mới bản lãnh vào siêu thị trộm đồ. Thì đọc tới cái khúc này đây quý vị, thì em ấy á, tức là cái em Bánh Tét ở bên Mỹ á, là nói rằng là em Mã Lai khiên cái kép sắt đó. Thì em Mã Lai mới nói rằng là khiên cái kép sắt đó là của những đứa lừa đảo, và khi vào khiên cái kép sắt đó là báo công an đi cùng và lại xin cái giấy chấp thuận của công an địa phương đó. Tôi hỏi quý vị, ví dụ như em ấy nói là cái kép sắt đó là của những đứa lừa đảo, thì em ấy mới vào là rinh cái kép sắt đó, và khi rinh cái kép sắt đó là có giấy chấp thuận của công an và được công an đi cùng. Ủa, công an nào mà chấp thuận cho cái một người dân mà đi tịch thu cái tài sản của người khác mà rinh kép sắt như vậy quý vị? Tôi tin rằng bất kỳ nước nào cũng không được phép như vậy. Ví dụ như bây giờ là cái đứa đó lừa đảo thì mình chỉ là một người tố giác thôi, mình là một người dân thôi, dù bất kỳ ở nước nào mình tố giác à cái đứa đó lừa đảo, nó đang chiếm đoạt tài sản của người khác, là cái kép sắt đó đó nó chiếm đoạt tài sản của người khác, thì mình chỉ là người đi tố giác. Cái việc mà rinh kép sắt mà để kiểm tra trong kép sắt đó, chứng cứ đó là nó có đúng là cái gia đình đó hoặc căn nhà đó, những người sống trong căn nhà đó là vi phạm pháp luật, là lừa đảo hay không, thì cái việc đó công an mới là người làm. Còn ở bên những nước ngoài thì cảnh sát hoặc là police sẽ làm về cái vấn đề đó. Mình là một người dân bình thường mà được giấy chấp thuận của công an cho phép vào nhà của người khác để rinh kép sắt mà được công an hộ tống đi cùng đó hả quý vị? Cái vụ này lạ nha. Cho nên là khi mà tôi đọc tới vấn đề này tôi thấy nó lạ. Là quý vị có tin không quý vị? Là những người hiểu luật pháp trả lời giùm tôi coi, là em Mã Lai là ai? Em Mã Lai là ai mà được công an cho cái giấy chấp thuận mà được công an đi cùng để đi vào một cái nhà của người dân để rinh kép sắt của người khác chạy ra ngoài quý vị? Quý vị trả lời giùm tôi, chứ cái khúc này tôi hơi bị rối rồi nha. Lúc này là tôi hơi bị rối rồi đó. Khi mà mình lên mình giải thích, mình nói cái gì nó phải logic em ơi, nó phải hợp lý. Còn em nói nó không có hợp lý, và em nói là nó vô lý vô cùng. Ví dụ như là em rinh cái kép sắt đó, em là ai? Ví dụ như em nói là cái người mà giữ cái kép sắt đó là lừa đảo, những đứa đó là lừa đảo, vậy thì cái kép sắt đó lừa đảo của ai? Của em hả? Nếu như mà là của em thì em báo công an, công an sẽ là người chính thức đến lấy cái kép sắt đó để trả lại cho người dân là em. Còn nếu em không phải là chủ của cái kép sắt đó thì kép sắt đó là của ai mà em có quyền vô trong nhà của người ta, em rinh cái kép sắt ra mà em nói là em được giấy chấp thuận của công an? Còn cái câu này là bắt đầu là chửi em Bánh Tét ở bên kia đây quý vị. Tức là em ấy nói rằng em ấy vô rinh kép sắt là được cái giấy chấp thuận của công an và được công an đi cùng. Là cái đó là ý em ấy nói, là em ấy rinh kép sắt như vậy là hợp pháp. Còn về vấn đề của em Bánh Tét á, thì em ấy lại nói lại như thế này đây quý vị. Phải như chị bản lĩnh là vào siêu thị trộm đồ, không có phiền ai hết, được thì lụm, còn không được thì trả lại, làm gì dữ vậy, âm thầm vậy mới hay. Chị 10 điểm, yêu cái nết này của chị lắm. Đó, tức là vạch trần ra chửi người ta. Tức là nói em Bánh Tét á, là đi vào siêu thị để mà ăn cắp đồ, nếu như mà bị phát hiện thì trả lại, còn không bị phát hiện thì lấy luôn. Thật sự ra mà nói trong vấn đề này tôi không binh ai hết nha quý vị. Nhưng trong cái vấn đề này em Bánh Tét nói rằng em Mã Lai rinh kép sắt, thì em Mã Lai rinh kép sắt có chứng cứ đàng hoàng, có hình ảnh đàng hoàng luôn. Thì cái đó là người ta thấy là em ấy rinh kép sắt rồi, mà nói là được giấy chấp thuận của công an và được công an đi cùng thì này không ai tin. Nhưng em ấy rinh kép sắt là tin nha quý vị, tại vì mình thấy bằng mắt, có chứng cứ đàng hoàng. Còn vấn đề em Mã Lai du khống nói lại em Bánh Tét á, là đi vô trong siêu thị ăn cắp đồ á, thì cái này em Mã Lai không chứng minh được. Em Mã Lai không chứng minh được cái vấn đề là em Bánh Tét đi vào trong siêu thị để ăn cắp đồ của người ta. Thì cái này giữa hai bên thì tôi nghiêng về em Bánh Tét nhiều hơn, tại những gì em Bánh Tét nói đều có bằng chứng quý vị. Rõ ràng là em Mã Lai có đi rinh kép sắt của người ta,
Nhưng nói có công an đi cùng nghĩ việc này không tin rồi, vô lý quý vị. Còn nói là em bánh tét đi ăn cắp đồ trong siêu thị thì đây là vu khống, có gì chứng minh hay không? Mình nói người ta mình phải đưa lên những chứng cứ. Nhưng mà theo như tôi thấy, tất cả những gì em ở lại đưa lên đó quý vị là đều là vu khống người ta. Không có một cái gì gọi là chứng cứ để đưa lên cho người ta thuyết phục hết. Đúng không quý vị? Đọc tiếp nè. Em biết những cái clip vạch trần gần đây khiến nhiều người ngủ không yên. Với chị hãy giữ hết bằng chứng đó như một tài sản tích lũy như vậy đó. Giỏi thì chẳng giỏi gì, nhưng lúc nào cũng chào đón chị nồng nhiệt. Như mọi status em hay đề cập tới, chúng em đã hứa tập hợp lại để đón tiếp chị, đãi chị hậu hĩnh. Chị đã nhục mạ tụi em, không phải lỗi của chị mà lỗi của cái đứa đưa bằng chứng. Đưa bằng chứng xong, công kích chị vu khống mới có tội. Chị là móc xích quan trọng trong drama này. Cầu mong chị giữ gìn sức khỏe, lúc nào cũng tinh tinh trong tài khoản khiến chị vui. Mà nghe chị kể cái khúc cho tiền gửi về không thuyết phục lắm, làm em tức ghê. Hôm nay lại một xì ta tút tâm sự cùng chị. Theo lời như chị đề nghị, em vẫn ao ước. Tức là nói chung trong cái nội dung của cái em mã lai này nói đại khái là như thế này đây quý vị. Tức là những gì mà em bánh tét lên nói mấy bữa nay á, thì những cái chứng cứ đó nói chung là bằng mọi cách để mà dạng giống y như là lấy lòng dụ em bánh tét đó quý vị. Nhưng mà theo như tôi nhìn thấy á, là em bánh tét đã cho em mã lai một cái cú knock out quá đau quý vị. Thấy là lên là chửi vậy, tưởng đâu là em bánh tét chắc có lẽ là canh không lành cơm không ngọt gì trong bên phía của các em ca sĩ rồi đó, mới lên nói theo cái kiểu khích tướng như vậy đó quý vị. Thì em bánh tét có lên một cái đường like, một cái đường like nói mà tôi công nhận là cái câu này rất là hay. Trên cái xì ta tút của các em mã lai á, đăng á, thì tôi chỉ chú tâm vô cái trăm điểm ngay chỗ cái câu mà nói rằng là vô rinh kép sắt, được cái giấy chấp thuận của công an và được công an đi cùng đó. Tôi chỉ quan tâm ngay chỗ đó, đó là vô lý và nói dốc nói xạo quý vị. Không có công an nào mà chấp nhận cho một người dân bình thường mà đi vô nhà của người khác mà rinh cái kép sắt chạy vậy hết đó quý vị. Đó là cái sự ngụy biện. Còn bên phía em bánh tét á, thì lại ra điều kiện với lại em mã lai như thế này. Tại vì em mã lai nói là đi về Việt Nam là bán lại những cái chứng cứ đó để mà em mã lai mua và tiếp đãi hậu hĩnh và cho khách sạn 5 sao và thề là không ai dám đụng đến chị bánh tét luôn đó. Thì em bánh tét mới trả lời lại như thế này, và tôi chỉ chú tâm vô cái câu này của em bánh tét thôi quý vị. Thì có một cái vị khán giả vào nghe rồi đưa cái bình luận ở bên dưới bài đăng của em bánh tét như thế này đây quý vị. Hài lòng nhất là cái câu mày muốn tao về thì có hai điều kiện. Một là mày xây cái căn nhà biệt phủ cho cha mẹ mày. Hai là mày trả tiền lại cho người mày đã cướp đó. Thì nếu như mà em mã lai thực hiện được hai điều đó thì em bánh tét sẽ về đưa hết tất cả những chứng cứ đó cho em mã lai. Thì tôi hỏi quý vị, cái điều kiện của em bánh tét đưa ra này thì em mã lai làm được không quý vị? Một là xây một cái căn nhà biệt phủ cho cha mẹ mình, thì yêu cầu đó cũng rất là tốt. Nếu thật sự em mã lai là một người đại gia 8.000 tỷ thì yêu cầu mình xây căn nhà đó là cũng xây cho cha mẹ mình mà, chứ phải chi mà em bánh tét mà nó ra điều kiện nó nói là bây giờ là mày phải xây cho tao. Ví dụ như chừng nào nói kêu xây cái căn biệt phủ đó cho em bánh tét á thì mới phản đối. Còn đằng này em bánh tét ra điều kiện xây cái căn biệt phủ cho cha mẹ mình mà, cái này nó cũng đâu có gọi là điều kiện quá đáng đâu quý vị, đúng không? Đó. Còn cái điều kiện thứ hai là trả lại tất cả những số tiền mà em mã lai cướp của người ta đó, thì em bánh tét sẽ về giao hết tất cả chứng cứ. Tôi hỏi quý vị là điều kiện của em bánh tét em mã lai làm được không quý vị? Làm được không? Tiền đâu xây biệt phủ cho cha mẹ? Mở miệng lên trên cộng đồng mạng nói là cho 1 tỷ đồng để mà giúp đỡ cho cái em vô ơn đó, có không quý vị? Chứ theo tôi là tôi không tin. Đều nói bằng miệng, và tất cả những gì em ở live nói đều nói bằng miệng chứ không có bất kỳ một cái gì chứng cứ hết trơn. Và tôi tin rằng còn một số ở lại để mà binh vực và ủng hộ và tung hô cổ xí cái việc làm cho những cái con người mà không có cái lý lịch rõ ràng. Một cái con người đầu đường xó chợ thì tôi tin rằng sẽ có 1 tháng 2 tháng nữa thôi và tất cả những người đó sẽ sáng mắt ra quý vị. Đó, thì hai người cá qua cá lại, thì theo như trong cái câu chuyện mà mấy ngày hôm nay mà lùm xùm đó quý vị, giữa em bánh tét với lại em mã lai, thì tôi cho rằng là em bánh tét knock out em mã lai phải nói một cú quá đau quý vị. Là tại vì ra điều kiện nè, xây cái biệt phủ cho cha mẹ của mình và trả lại hết tất cả số tiền cướp cho người bị hại ở bên mã lai, thì cái việc đó làm được không quý vị? Đó, thì giữa hai bên, em mã lai vào chửi em bánh tét, cho rằng là em bánh tét sống ở bên Mỹ là đi vào siêu thị để mà ăn cắp đồ. Nhưng đó chỉ nói bằng cái miệng chứ không có chứng minh được là người ta ăn cắp đồ, đúng không quý vị? Thì
Tôi hỏi quý vị là những cái người mà nói chuyện không có bằng chứng như em ở live, tại sao lại tin? Mình chỉ tin chứng cứ thôi quý vị. Mình chỉ tin chứng cứ thôi chứ đừng tin bất kỳ cái miệng nào quý vị. Thì cũng từ cái sự dẫn dắt của cái em Mã Lai đó quý vị, thì mới có những cái bình luận, mới có những cái kênh YouTube mà vào tấn công vu khống sỉ nhục tôi đây quý vị. Cũng giống như tương tự em ấy đã nói với lại em anh Tét, là em anh Tét ăn cắp đồ trong siêu thị đó quý vị. Thì một cái Facebook tên là Kevin Đỗ vào nói tôi như thế này đây quý vị: sắp nghé 18 tuổi đẻ rồi, sau đó qua Hàn Quốc đi làm kim chi, cặp với ông Hàn Quốc già có vợ, hốt của ổng một mớ rồi về Việt Nam lấy ông này sau mở tiệm vàng. Ông Hàn Quốc đó về kiếm thông tin của người bên Hàn Quốc trước làm chung với bả, tự nhận là nhà phân tích xã hội xứ Củ Chi hãnh diện mà chưa bao giờ từ thiện giúp cộng đồng, giúp không vụ lợi, chuyên tung ảo bảy màu múa miệng thôi đó. Thì đây cũng là một cái người khán giả cũng do từ cái miệng dẫn dắt của em Mã Lai mà ra quý vị. Em Mã Lai nói là tôi đi làm gái bên Hàn Quốc đó, thì từ chỗ đó tất cả các kênh YouTube đều đưa như vậy. Và nếu như mà đưa ra có chứng cứ nè, cái Facebook của Kevin Đỗ hen, cái này tôi thề là không bao giờ bỏ qua cái clip này, để đó đi, để thử coi là cái này là vu khống và nhục mạ sỉ nhục danh dự tôi nha. Nói là 18 tuổi đẻ rồi, rồi là thấy sai rồi hen, sau đó đi qua bên Hàn Quốc cặp với lại cái ông già, ông già có vợ, lấy tiền đi về mới lấy ông này. Ý nói là tôi đi qua bên Hàn Quốc á, là tôi cặp với lại 18 tuổi tôi đẻ là tôi có con rồi đó, là tôi đi qua bên Hàn Quốc tôi cặp với lại cái ông Hàn Quốc đó mới lấy của cổng về Việt Nam, mới lấy ông chồng hiện tại, tức là lấy ông chồng của tôi đó quý vị, ông chồng hiện tại, sau đó mới mở tiệm vàng, rồi cái ông Hàn Quốc đó mới về Việt Nam để kiếm tôi. Và cái thông tin đó đó là hồi trước cái người mà làm gái chung với bả ở bên Hàn Quốc nói. Đâu ra vậy hả? Đâu ra vậy? 18 tuổi đẻ con và sau đó mới lấy ông chồng hiện tại. Đâu ra mà bịa ra cái chuyện mà hay dữ vậy? Cái này phải nói là nhà khoa học diễn tưởng luôn đó. Hen, tôi lớn lên, tôi gặp ông chồng của tôi yêu ổng là người đầu tiên, tôi lấy ổng xong bắt đầu tôi đẻ. Chưa bao giờ đi qua bên Hàn Quốc sống bao giờ. Mà đè dám nói tôi đi qua bên bển cặp với lại cái ông có vợ, đâu ra vậy? Hả? Em đưa cái bằng chứng này ra đi Kevin Đỗ. Chị nói cho em biết nha, cái bình luận này của em chị để lại và đã gửi lên trên công an hình sự thành phố Hồ Chí Minh, và đã gửi lên trên viện kiểm sát, và đồng thời gửi lên thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh nha em. Chị sẽ không tha cái bình luận này của em đâu. Để đó thử xem cái bình luận này của em ở trên mạng ảo, thử xem là chị sẽ xử lý em như thế nào. Em đừng có cái kiểu mà ngu muội mà vào mà binh vực cổ xí cho thần tượng của mình và xúc phạm chị như vậy, nha chưa? Đừng có cái kiểu mà đi vu khống bịa đặt ra như vậy. Đây là danh dự của tôi. Và đừng mở miệng ra mà nói chuyện theo cái kiểu đầu đường xó chợ như vậy. Chị sẽ không tha cho em đâu nha. Kevin Đỗ nè, chị nói là chị làm. Thì tôi thử hỏi quý vị là những cái câu từ này và những cái từ mà đi qua bên Hàn Quốc làm gái và đi giật chồng của người khác ở bên Hàn Quốc rồi bị lấy của người ta đi về mở tiệm vàng đó quý vị, đó là từ đâu ra? Đó là từ chính miệng của em Mã Lai dẫn dắt. Mà trong khi đó em ấy có biết tôi là ai quý vị? Có biết tôi là ai, đúng không? Còn nếu như mà muốn biết á, đi về địa phương của tôi á, trích lý lịch của tôi ra là sẽ biết liền. Làm bất kỳ một cái gì tôi đều công khai, chứ chưa bao giờ tôi mờ ám cái lý lịch của tôi. Còn cái người á, mà các fan này đang ủng hộ tung hô là các em Mã Lai đó, lý lịch là sao? Có rõ ràng hay không? Mà đi vào vu khống chuyên môn là chửi người khác như vậy. Tôi thú thật với lại quý vị á, là cái câu chuyện này là tôi đã chán lắm rồi. Tôi không có muốn nói, tại cái việc mà nói qua nói lại là cái đó là những ngôn từ của những kẻ đầu đường xó chợ. Tôi không thích nói như vậy quý vị. Nhưng mà vì những cái bình luận này cứ vào nói như vậy thì tôi sẽ làm tới bến quý vị. Tôi làm chừng nào mà vạch trần cái bản mặt của các em Mã Lai này ra là ai đó quý vị, thì lúc đó tôi mới ngưng quý vị. Lúc đó tôi sẽ không bao giờ nói những cái chuyện gì ở trên mạng nữa. Còn tất cả hầu như là nhiều chuyện không hả quý vị, chứ không phải những người có kiến thức quý vị. Xong tôi có qua tôi xem cái kênh của các anh đạo diễn, đọc cái bình luận của một cái vị khán giả nói rằng là yêu cầu hoa hậu bảy màu là tôi đó quý vị, là sao kê cái tiền kêu gọi cho cháu Bình ở Vĩnh Long. Quá trời quá đất không quý vị? Cái tiền mà kêu gọi cho cháu Bình trên Vĩnh Long, tôi kêu đúng 3 ngày tôi đóng số tài khoản. Kêu đúng 3 ngày xong bắt đầu tôi đóng số tài khoản lại. Và tôi có đưa lên trên cái kênh, cứ vào trong cái kênh là tôi đi xuống với Vĩnh Long, tôi đưa số tiền đó và tôi rút cái số tiền có sao kê ra rõ ràng từng người một. Tôi có sao kê ra rõ ràng cái số tiền đó.
và chỉ duy nhất một lần là tôi nhận cái tiền trực tiếp từ số tài khoản của tôi. Trong vòng 3 ngày tôi đóng số tài khoản lại. Và tôi có đưa lên rõ ràng, đi vào trên fanpage của tôi, lướt lên tôi có chụp. Tôi có chụp cái sao y đó, tôi để lên đàng hoàng. Vậy mà vẫn vô vu khống, tức là bản thân của mình là chuyên môn đi ăn chặn tiền của người khác, cho nên là cứ nghĩ rằng người khác cũng là như vậy sao? Đúng không? Cái việc mà tôi đang giúp đỡ cho tất cả những người mà đang cần sự giúp đỡ của tôi, và tôi lên tôi kêu gọi giống y như là cái chuyện vừa rồi tôi kêu gọi giúp đỡ cho cháu Trinh bị tràn dịch phổi đó quý vị, tập 87. Bắt đầu là Atifan vào báo cáo xóa luôn cái clip đó của tôi quý vị. Đó, thì cái việc tốt tôi đang làm giúp cho tất cả những người mà họ nghèo thật sự, lại bị vô phá, lại bị vô công kích. Còn những người á mà giúp có vụ lợi á thì lại tung hô, tại sao vậy? Tại sao cái kiến thức của các bạn nó ngộ vậy? Nó quá là kỳ cục luôn đó. Một cái người tốt giúp cho những người nghèo thật sự thì mấy bạn cho rằng đó là vụ lợi. Còn những cái người mà đi giúp cho người giàu thì các bạn lại tung hô đó là việc tốt, không vụ lợi. Ủa cái kiến thức của các bạn sao vậy? Đúng không quý vị? Rồi thêm một cái bình luận của một cái người có cái tên Facebook là Na Van Phone gì nè quý vị. Giàu mà phải đu bám vào người khác để kiếm ăn, kiếm tiền nằm viện. Tức là ý nói là tôi đu bám vô trong cái drama của các em vô ơn này. Vậy thì nếu như mà nói thật sự đu bám thì đu bám là ai? Là những con người đang chung quanh đu bám nhà của em ấy đó. Và nhất là quan trọng là các em ở live đang đu bám đó, chứ không phải tôi. Còn nếu như mà cái kiến thức của em nó đang có vấn đề thì nên uống thuốc bổ não vô, bổ não vô để cho nó thông minh hơn một tí xíu. Còn nói là kiếm tiền để nằm viện, quá trời quá đất rồi quý vị. Binh những cái mà nó quá bất chắc và mù quáng đó quý vị. Nếu như mà nói mà kiếm tiền, câu like, câu view để nằm viện đồ này kia đó quý vị, phải dòm lại coi cái kênh nào kiếm tiền. Còn kênh tôi thậm chí là khán giả năn nỉ tôi lên nói, tôi mới ngồi lên đây tôi nói quý vị. Chứ không phải lần ngày nào tôi cũng lên đây tôi nói. Tôi ngừng 4-5 ngày khán giả nhớ tôi lên năn nỉ, tôi lên like nói đi. Tôi vì những người khán giả họ đang mong đợi tôi. Và giống y như hồi nãy có một quý vị khán giả nói rằng là em đang làm việc rất là mệt mỏi, mà chỉ cần lên nghe chị phân tích xong là tất cả mệt mỏi tan biến và có một ngày vui vẻ, một ngày mới làm việc rất là hăng hái và vui. Đó, thì tôi vì những người đó tôi mới lên đó. Chứ không có cái kiểu mà lên để kiếm tiền để nằm viện. Cái tiền mà nằm viện của tôi dư sức, nằm tới già tới chết luôn vẫn dư tiền, không có cần cái tiền đó. Cho nên nếu như mà các em Atifan mà muốn vào chửi hoặc muốn sỉ nhục tôi, nói cái gì đó cho nó hợp tình hợp lý đi. Mình nói hoài cái này chán không? Tối ngày cứ lên nói câu view kiếm tiền, tối ngày cứ lên nói là bám vô trong các em vô ơn đó để kiếm tiền, nói hoài câu đó chán không? Đổi câu khác đi. Thêm một cái Facebook của Uyên Nguyễn đây quý vị. Để là cái làm ở đâu đây? Trường Đại học Phổ thông Thủ Dầu Một hả? À, giáo dục đặc biệt tại trường Đại học Sư phạm. À, tức là Đại học Sư phạm là coi như là cô giáo đây. Cô giáo mà vào bình luận nói những cái lời này đây quý vị. Đó, cô giáo mà đang ủng hộ cho một cái kẻ đầu đường xó chợ, và nhất là ủng hộ cho một cái con đàn bà bỏ gia đình bỏ con đó quý vị. Đó là một cô giáo, thì tôi không hiểu là cô giáo đang truyền tải, cô giáo đang dạy cho học trò mình về đạo đức, về cái gì đây? Về cái cuộc sống xã hội là cô giáo truyền tải bằng cách nào đây hả? Cái cô Yên Nguyễn đây, Nguyễn Uyên nè, đó, vào cổ xí cho một cái người đầu đường xó chợ không có lai lịch bỏ gia đình, một cái người đàn bà như vậy mà đi cổ vũ. Ghi cái nội dung bình luận như thế này đây quý vị, vào cái trang Facebook của tôi á, tấn công tôi nói như thế này: bệnh thì lo dưỡng bệnh đi, tu cái miệng bớt lại, thân mang bệnh mà thích sân si, công kích người ta, vậy tốt dữ chưa? Tối ngày phân với chả tích mà có hơn người khác cái gì đâu. Có cái tiệm vàng cũng dẹp bao nhiêu năm rồi mà cứ hoài niệm đem ra khè. Giờ chỉ bám vào cái drama để la liếm kiếm tiền, vậy mà bảo người ta vô ơn, loại rắn độc. Cô giáo đó, cô giáo. Rồi, cái vấn đề này nè, tôi hỏi chị cô giáo Uyên Nguyễn nè. Bệnh tật mà lo sân si công kích người khác, tôi công kích cái gì, công kích ai? Cái vấn đề ở đây tôi không phải là công kích, cái vấn đề ở đây là tôi phân tích cái phải cái trái để cho mọi người nghe, để cho mọi người có cái nhìn trên cái mạng xã hội này. Người nào tốt, người nào xấu, tôi đứng ra tôi phân tích, chứ không có dùng là công kích, nha chưa? Nói là tối ngày phân với chả tích mà tốt hơn người ta được cái gì đâu, tốt hơn nhiều chứ. Tốt hơn nhiều chứ chị cô giáo Yên Nguyễn, tốt hơn nhiều. Là tại vì sao? Cái thứ nhất, tôi là một người đàn bà, tôi lo cho gia đình, tôi lo cho con. Chưa bao giờ tôi bỏ gia đình, bỏ con tôi để đi giúp người khác, cái đó tôi tốt hơn rồi đó. Tốt hơn nhiều rồi đó, đúng không? Còn cái vấn đề mà nói tiệm vàng dẹp bao nhiêu lâu rồi mà đem ra hoài niệm hoài. Nè cô giáo,
cô lấy cái gì chứng minh là tiệm vàng của tôi dẹp bao nhiêu lâu? Mà ví dụ như mà tôi có dẹp cái tiệm vàng đi, tôi đem ra tôi hoài niệm, nhưng đó là cái hoài niệm tốt đẹp của tôi, cái quá khứ của tôi quá tốt đẹp, chứ không phải là quá khứ đi rinh kép sắt, không phải là một cái quá khứ đi cướp của người khác, rồi đi rửa tiền đen, rồi bài bạc, cờ bạc, nghe chưa? Đó mới là không cần nên hoài niệm, tại vì nó quá xấu. Còn những cái việc làm của tôi nó quá tốt, nó không có một cái gì xấu thì hoài niệm đó tốt chứ đâu có xấu đâu hả cái chị cô giáo Y Nguyễn. Rồi nói giờ chị bám vô trong cái drama la liếm để kiếm tiền. Nếu như chị là một cô giáo, chị là một cái người hiểu biết thì diễn nhiên chị nhìn vô chị biết cái người nào la liếm để bám vô trong cái drama này. La liếm bám vô trong cái drama này là cái em Mã Lai bỏ cả gia đình của mình hơn một năm để đi theo, để nó mà giúp đỡ mà vô điều kiện đó, chứ không phải tôi. Tôi đâu có la liếm, tôi đâu có bám theo cái em vô ơn đó để mà tạo cho mình nói tôi đi giúp đỡ người ta, tôi lo công ăn việc làm nhà tôi lo cho gia đình con cái tôi, chứ tôi đâu có rảnh la liếm để bám theo. Đó là em Mã Lai. Và tất cả những cái kênh YouTube hiện tại bây giờ cứ mỗi ngày lên 4-5 clip, đó mới gọi là la liếm để kiếm tiền. Chị hiểu chưa cô giáo? Tôi nghĩ rằng là chị nên đi học lại đi. Sư phạm hồi đó chắc có lẽ là có người thi giùm chị hả? Chứ nếu như mà một người cô giáo là người ta đủ cái nhận thức, người ta cũng đủ cái đạo đức để người ta truyền tải, để trở thành một cái người đưa đò. Còn tôi không hiểu chị là một người cô giáo, chị đi truyền tải cho tất cả những học sinh của chị bằng cái lối sống vô ơn hả? Chị truyền tải cho những cái học sinh của chị là nên lớn lên rồi bắt đầu tạo ra cho mình là một cái người tốt đẹp, đúng không? Đàn bà là phải bỏ chồng bỏ con để đi giúp người dân, để tạo ra một cái mà cái gì gọi là tốt đẹp ở ngoài xã hội, đi giúp người dân. Tôi chỉ nói đơn giản, một cái người đàn bà mà bỏ chồng bỏ con, bỏ gia đình cha mẹ, không quan tâm tới, Tết không về, một cái người đàn bà đó không đủ tư cách để mà nói người tốt, đi ra ngoài để giúp người dân đâu nha chị cô giáo Yên Nguyễn. Còn nói mà rắn độc là dành cho cái con người mà tôi đứng lên tôi bảo vệ xong, bắt đầu là tôi thấy họ không tốt rồi, tôi đứng ra tôi vạch trần, thì bắt đầu đi cắn lại cái người mà đã từng lên tiếng giúp đỡ cho mình, đó mới là cái rọi rắn độc, hiểu chưa cô giáo? Về bỏ nghề luôn đi, chứ tôi thấy chị không có hợp với nghề cô giáo rồi. Cô giáo mà không có đạo đức, cô giáo mà không biết cái đúng cái sai thì chị không thể nào trở thành một cái người đưa đò để mà dẫn dắt cho cái lớp trẻ sau này mà nó trở thành một cái con người công dân tốt được. Nếu như mà chị vẫn còn làm cô giáo thì chị tạo ra là những cái con người sống giả tạo như Mã Lai mà thôi. Tại vì chị đang cổ suý, chị đang thần tượng một cái kẻ mà đầu đường xó chợ, mà lý lịch không rõ ràng, có gia đình bỏ con, bỏ chồng, bỏ cha, bỏ mẹ như vậy mà chị đi tung hô. Vậy thì chị làm cô giáo để làm cái gì? Chị truyền đạt cho tất cả học sinh của chị học về cái gì vậy chị? Và đây là một cái người mà đang nhờ để tôi giúp đỡ chia sẻ về cái vấn đề làm YouTube đây quý vị. Rồi, ở đây sẵn tôi nói về cái vấn đề YouTube luôn. Tức là nếu như mà hỏi, mà ai mà hỏi tôi về cái vấn đề mà mở kênh YouTube để làm, tôi sẽ chỉ tận tình nha quý vị. Tôi sẽ biết được bao nhiêu tôi chỉ tận tình bấy nhiêu. Còn nếu như mà các vị hỏi đúng cái người mà làm nghề YouTube đó quý vị, không ai chỉ đâu. Không ai chỉ đâu, cho nên người ta hay nói cái câu là không có ai dạy mà dắt đàn đi buôn, hiểu không? Tức là thà người ta cho tiền chứ không ai mà chỉ cái nghề của người ta làm hết trơn. Cho nên có rất là nhiều người khán giả hỏi trúng ngay những cái kênh YouTube mà người ta làm nghề đó quý vị, người ta đâu có chỉ. Hỏi thật quý vị nè, là có một cái vị khán giả về hỏi cái em thám tử lùn đó quý vị, học về cái vấn đề làm YouTube, thì em ấy mới trả lời là chính em còn không rành thì lấy đâu em chỉ chị đó. Thì quý vị nhận xét như thế nào? Một cái người như em ấy là một cái người từ công nghệ thông tin ra, thậm chí là ngồi live stream trực tiếp mà đưa những hình ảnh vô trong ngay chỗ cái live stream luôn. Tôi thú thật với lại quý vị, cái đó tôi không biết làm rồi đó. Tôi không biết làm cái đó đó quý vị. Vậy đó, mà ai hỏi tôi vẫn chỉ, tôi biết cái gì tôi chỉ cái đó. Còn đằng này, mình là một người từ công nghệ thông tin ra, rất là giỏi về bên YouTube nha quý vị, mà hỏi nói là không biết. Trong khi đó là cái gì mình cũng biết, mình đi điều tra dùng cái từ là thám tử mà không chỉ, là tại vì sao? Người ta làm nghề YouTube, đâu có ai ngu mà chỉ cho người khác đi kiếm cái nghề YouTube giống y hệt như mình, đúng không? Ví dụ như là bây giờ chỉ cho một cái người nào đó mà lên làm YouTube ngồi phân tích đi, thì giống y như là một đối thủ cạnh tranh rồi. Thì làm sao mà người ta chỉ cho mình lên làm YouTube được quý vị? Đó. Rồi xong rồi, có hồi trước á, tôi kể cho quý vị nghe. Tôi thích là tôi không có phải lên làm YouTube mà ngồi phân tích vậy đâu, tôi không có thích. Tôi chỉ thích chia sẻ về ăn uống, là cái cách quay về ăn uống đó quý vị. Mình thì mình không có biết, thì mình muốn học ở một cái người thầy nào đó để mà mình học, để mình tạo ra cái kênh YouTube cho mình cho nó đẹp đẽ hơn. Rồi những cái hình ảnh của mình đi chơi rồi mình cắt ghép trở lại, tại mình đâu có biết quý vị, không biết.
Bắt đầu lúc đó tôi có điện thoại, tôi hỏi cái em mà độc lạ Bình Dương á. Tôi có nói là em ơi, chị muốn học làm YouTube, em có thể dạy cho chị thì chị sẽ trả phí cho em, tức là tôi trả tiền học phí đó quý vị. Thì em ấy nói là em ấy không có rành, em ấy không có biết. Em ấy chỉ là hỗ trợ cho những người mà khuyết tật ở trong là nhân viên trong công ty thôi. Đó, tôi thú thật với quý vị, đó là ích kỷ. Chỉ cần mình chỉ sơ để mà làm như thế nào là được, nhưng trả lời câu là không biết, cái đó là ích kỷ. Là tại sao? Tôi hỏi trúng ngay chỗ cái người họ làm nghề YouTube, họ đâu có chỉ quý vị. Cho nên ai rất là may mắn, thật ra không phải là tôi khen, nhưng mà ai rất là may mắn mới gặp tôi để hỏi về làm cái nghề YouTube đó quý vị. Tôi chỉ rất là tận tình. Ví dụ như là em đăng vlog cũng vậy, em Nguyễn đăng vlog đó quý vị. Đầu tiên em ấy là một người khán giả của tôi thôi, em ấy không có biết cái gì gọi là YouTube hết. Tôi là người động viên, động viên luôn đó quý vị, chứ không phải là em đăng hỏi tôi đâu. Tôi động viên cho em ấy là em nên tạo cho mình một cái kênh YouTube để làm kiếm tiền để nuôi con. Ví dụ như tháng kiếm được 3-4 triệu cũng đỡ, còn hơn là em đi lên trên mạng em nhiều chuyện chi cho mất công phí thời gian. Đó, tôi mới chỉ cho em ấy làm từng ly từng tí một, và tất cả những người mà hỏi tôi đều chỉ quý vị. Đó, thì thêm một cái vị khán giả này nữa đây quý vị, thì em Thảo hồi trước có chỉ cho 2 người rồi, thì bây giờ là tôi đọc lên trên cái trường hợp này. Nếu như em Thảo mà có thời gian, có nhu cầu muốn giúp cho cái vị khán giả này thì em liên hệ với chị, rồi xong rồi chị sẽ kết nối cho em chỉ cho cái anh này nha. Thì anh này có gửi về tôi như thế này đây quý vị. Mình rất vui khi được sự đồng ý của Mason, đồng ý kết bạn Zalo đó quý vị. Mình là người gay, tức là ở đây mình không quan trọng là gay hay là ô môi quý vị, xin miễn là sống tốt là được, mình không quan trọng cái giới tính quý vị. Sinh sống và lớn lên tại quận Bình Thạnh, học vấn không tới đâu nên mình làm việc phổ thông như bưng bê cà phê, phục vụ quán ăn. Trong một thời gian rất dài, lớn tuổi một chút thì đi làm bảo vệ. Mình sinh năm 1973, hiện tại sức khỏe không tốt. Mình đã nghỉ việc và chân mình đau, sưng to, xét nghiệm thì là bị gút. Chắc là do hồi còn trẻ phục vụ quán, bán cà phê, quán bia, rồi khách mời, lòi ra bệnh đó mi sơn ạ. Mình muốn có một chút thu nhập từ nguồn YouTube nhưng không biết xuất phát từ đâu. Thật lòng mà nói, về công nghệ mình rất là tệ. Tất cả Zalo, Facebook đều nhờ đứa cháu gái nó làm cho. Khả năng của nó chỉ biết đơn giản vậy. Bạn Thảo gì đó, Mi Sơn nói, bạn ấy có ở Sài Gòn không? Mi Sơn làm nhịp cầu nói giúp cho mình, xem như là một học trò của bạn ấy. Bạn Thảo thương thì lấy chút học phí là được. Ước muốn của mình là tạo ra cái video na ná như Mi Sơn. Mình tham khảo những gì mình cần nên nói. Hùng biện, chuyện đúng sai trong cuộc sống. Mình không làm YouTube ở ngoài đường. Huyết áp của mình lên xuống bất thường nên mỗi lần la nắng là đột quỵ. Mong Mason luôn khỏe, ở phía sau có nhiều khán giả ủng hộ bạn. Mình tin trong thời gian ngắn thôi, an ninh mạng sẽ thanh lọc những kẻ thời cơ, ảo tưởng để cho cuộc sống này trong sáng hơn. Đó, cái anh này thì ảnh là sinh năm 73, mà cũng không có rành gì công nghệ, mà cũng muốn là làm ra những cái video na ná giống y hệt như Mason, là phân tích đúng sai đó quý vị. Thì thật ra là ở đây thì để em kết nối với là em Thảo hỏi ý kiến của em ấy, tại vì em ấy cũng chỉ nhiều người rồi, không biết có thời gian hay không. Thì ở đây á, thì cũng em cũng đã chỉ anh là lên cái kênh YouTube của em Thế Tâm, thì em ấy sẽ chỉ cho mình cái cách cắt ghép rồi lồng nhạc rồi tăng giảm chỉnh màu đồ này kia đó, thì mình hãy lên đó mình học. Tại vì hồi cái lúc thời gian đó em hỏi em độc lạ Bình Dương, hỏi tất cả mọi thứ để mà muốn đi học, để mà cái cắt ghép đó quý vị. Tại vì làm YouTube mình cũng phải học chứ không phải tự nhiên mình làm được, thì không ai chỉ hết trơn. Cái lên mò, cái thao hên hên á, gặp được cái kênh YouTube của các em Thế Tâm này. Thì các em Thế Tâm, Mason học trên các em Thế Tâm khoảng trong vòng 1 tuần lễ là Mason có thể cắt ghép được chút đỉnh đó quý vị, tức là mình sẽ học từ từ. Đó. Còn nói về cái vấn đề mà anh muốn làm giống y hệt như em mà đi lên phân tích cái chuyện đúng sai trên xã hội, thì em khuyên anh nè. Cái thứ nhất là cái vấn đề ở trên xã hội nó có rất là nhiều mặt. Nếu như mình không hiểu về vấn đề, nhất là những cái drama, thật sự là em đã tham gia 2 drama rồi, 1 drama của Nguyễn Phương Hằng và 1 drama này. Và đến thời điểm này là em cảm thấy em ngán ngẩm và em cảm thấy em chán. Vì tại sao? Vì tham gia trên cái drama đó, mình chỉ là một cái người để mà ngồi nhìn cái phân tích thôi. Và mình phân tích theo cái góc độ mình là người tốt, mình nghĩ người ta cũng là người tốt. Nhưng đổi ngược lại, khi mà gia chạm thực tế rồi mình mới biết. Cho nên theo tốt nhất em khuyên anh á, nếu như mà làm YouTube thì hãy làm YouTube về ăn uống, làm YouTube quay về những cuộc sống chợ búa đời thường cũng được. Đó, chứ đừng có nói về cái vấn đề phân tích. Tại vì cái vấn đề phân tích á, nó rất là nguy hiểm. Vì á, khi mà anh nói đúng ý cho người ta thì người ta khen. Còn nếu như anh nói nghịch ý rồi, anh sẽ bị chửi te tua và thậm chí anh bị xúc phạm và đem gia đình của anh ra chửi luôn.
giống như em đã nhận trong vòng mấy tháng nay, cho nên em khuyên anh hãy rút kinh nghiệm, nên lựa chọn những cái nào mình làm cho mình vui vẻ, chứ đừng có chọn những cái mà nó phiền phức. Với hai nữa, khi mà mình lên trên mạng YouTube mà nói về phân tích, mình nói không đúng hoặc mình nói sai cái gì đó là mình sẽ bị vi phạm pháp luật, mình sẽ bị ăn đơn. Thì lúc đó số tiền YouTube của mình kiếm không đủ để cho mình đi đóng phạt nữa. Anh nên rút kinh nghiệm. Thêm một cái status này của em Mã Lai đăng như thế này đây quý vị, vì cái vụ mà lùm xùm giữa hai YouTuber mà cùng phe với bên kia đấu với nhau đó quý vị, các em Thám Tử và các em Cờ Cảnh đó quý vị. Đó thì em Mã Lai lên nói như thế này, thì khi để tôi đọc xong đi tôi sẽ phân tích về cái vấn đề này nha quý vị. Thì em ấy đăng như thế này nè: mọi người hỏi tôi phải làm sao thì tôi chỉ biết im lặng, thiên sứ hòa bình đi hòa giải, rồi việc quan trọng tôi bỏ lơ sao? Tôi không vì chút nhỏ nhặt cố háo thắng cho cái tôi của mình, tự bệ phóng để nhảy lên bục cao nhất, bị hiểu lầm chút cộng nhịn chút không có chết đâu nè. Tức là em ấy nói về cái vấn đề của hai người kia, em ấy không có rảnh để làm thiên sứ hòa bình. Tức là sao quý vị? Tức là để cho hai bên nó tự đấu đá nhau. Chứ nếu như mà em Mã Lai mà lên tiếng mà binh bên đây bỏ bên kia là thế nào cũng có chuyện hả quý vị? Thế nào cũng có chuyện nữa hà. Tại vì á là bây giờ tất cả những cái kênh YouTube lớn, đầu tiên là cái kênh của tôi đã bỏ cái drama đó tôi đi rồi đó quý vị, vì tôi cảm thấy không đáng, binh cái người không đáng. Thì bây giờ nếu như mà các em này lên mà làm thiên sứ hòa bình mà thiên sứ không khéo á, là sẽ để mất lòng hai YouTube kia. Mà hai YouTube kia là có cái tiếng nói lớn hiện tại bây giờ trong cái bên phía bên đó quý vị, làm sao mà dám làm mất lòng mấy kênh YouTube kia. Ví dụ như binh kênh này thì sẽ bị mất lòng kênh kia đó. Cho nên là im lặng, không dám nói bất kỳ một kênh nào. Chứ nếu lên tiếng nói thì tất cả các kênh YouTube mà bỏ mặt đi hết thì ai mà bên mình nữa quý vị? Ai mà đứng ra bảo vệ mình, rút kinh nghiệm chứ quý vị? Cũng biết không, chứ mà cỡ lên tiếng bên đứa này bỏ đứa kia là thế nào cũng có chuyện nữa hả quý vị? Ở đó mà nói thiên sứ hòa bình, không lẽ lo những cái chuyện nhỏ nhặt đó? Chẳng qua là không dám lên tiếng bên ai quý vị. Tại vì á, em Thám Tử cũng là người lên tiếng để mà nói về phần phải bên kia nhiều. Rồi cái em mà Cờ Cảnh đó quý vị thì cũng lên tiếng nói, phải nói là nịnh bợ luôn, quá nhiều thì làm sao mà dám làm trật ý đứa nào. Rút kinh nghiệm rồi, chứ mà cỡ làm là tất cả các kênh YouTube mà quay lưng là tôi bảo đảm là các em này ngẫm không kịp ngáp luôn đó quý vị. Tại vì nó biết hết tất cả những cái xấu rồi, nó biết hết tất cả những cái mà ngõ ngách của mình rồi, mà bây giờ làm trật ý các kênh YouTube đó thì em Mã Lai này sống được không quý vị? Trời, tôi tin rằng nó còn khổ sở hơn là tôi nữa đó quý vị, nó bị tấn công còn hơn là tôi nữa đó quý vị. Rồi cái bình luận tiếp theo đây quý vị. Bữa nay hả, mình đọc những cái bình luận mà khen mình á, để cho đầu óc mình thoải mái mình vui, thì nó cũng vô nó chửi, nó nói là toàn là đọc những bình luận khen không à, còn những bình luận chê không dám đọc đó. Vậy cho nên là giờ chê với khen tôi đều đọc lên nha quý vị, cho nó vừa lòng. Để mất công nó nói là mình chỉ đọc những cái khen, mà giờ mình đọc cái này trước đây quý vị. Quan hô chị Kiều Oanh của em, từ khi em biết chị cho đến giờ chưa bao giờ em bỏ sót qua bất kỳ một cái clip nào của chị. Sẽ có một ngày em tìm đến Củ Chi để gặp bà nội đất thép, ôi idol của em. Trời đất ơi, tức là cái vị khán giả này á, là nói cái giọng nói của tôi á, nó giống y như là cái chị hài Kiều Oanh đó quý vị. Mà chị ấy là một cái người tôi rất là ngưỡng mộ. Tại sao? Mỗi lần mà không vui coi chị ấy tôi nó cười muốn té ghế luôn đó quý vị. Mà chị mà được giống y như chị Kiều Oanh thì tốt biết mấy đúng không em? Tối ngày là cứ làm cho người khác cười thôi. Cảm ơn em rất là nhiều, lên Củ Chi chị sẽ đón em nha. Rồi cái bình luận tiếp theo đây quý vị. Xem xong phần 87, sợ không đủ tiền mua nổi cái thông minh, hiểu biết của Mison đâu nha. Mison giỏi giang thật. Ai đây? Trai hàng gái? Dạ em cảm ơn anh hai chị nè, em cảm ơn rất là nhiều. Thật sự ra mà nói là sự mà thông minh, sự thông minh thì trong con người ai cũng có ít hay là có nhiều hay không thôi. Nhưng mà trong cái vấn đề mà em đưa ra em phân tích, tại vì tất cả trong cái câu chuyện của em từ đầu tới đuôi thì từ cái drama của chị Phương Hằng cũng vậy đó quý vị, tôi chỉ là đưa ra phân tích và phản biện những cái bình luận mà khó nghe thôi quý vị, chứ không có cái kiểu như mà binh vực mù quáng và lên ăn mặc lố lăng để xúc phạm bất kỳ một cái người nào đó quý vị. Và tôi thấy có rất là nhiều kênh lên ăn mặc lố lăng, trai không ra trai, gái không ra gái, độn hai cái trái bưởi ở trước ngực rồi xong cái đầu đeo bông tai rồi hoàng khăn rồi tròn đồ này kia, làm những cái việc mà phải nói là không có giống ai hết quý vị. Em cảm ơn vị khán giả này tên Hoàng mà không biết là nữ hay nam. Dù sao là em cũng cảm ơn rất là nhiều vì đã có cái sự mà nhận xét về em như vậy. Rồi bình luận tiếp theo đây quý vị. Em nói rất chuẩn, không cần con Bùi Thị phải chỉnh. Cháu ngoại của chị năm nay nó có 10 tuổi mà nó còn hiểu được cái đúng cái sai. Vừa rồi bé lấy cái điện thoại của chị nhắn tin cho em. Vừa rồi bé có nói với em là
Lớn lên, bé sẽ học theo cô Mi Sơn Thiện, phân tích giúp đỡ cho những người cần giúp đỡ. Tình cờ chị nghe em đọc cái bình luận, sao thấy giống cái hoàn cảnh của cháu chị quá. Khi chị coi kỹ lại cái bình luận đó thì mới thấy hình đại diện là của chị. Thật sự chị xúc động và chị thấy cháu chị còn nhỏ mà cũng hiểu được cái gì đúng. Vậy mà có những người lớn tuổi gấp mấy lần cháu ngoại của chị mà sao lại thiếu hiểu biết và binh bất chấp. Nó quá rõ ràng. Còn con Mã Lai, lúc ông nghệ sĩ còn sống có mối quan hệ gì đâu mà khi ông nghệ sĩ mất thì bỏ chồng con, nói yêu thương mà đến với con vô ơn. Cái loại chồng con mà mình không yêu thương thì nó không bao giờ yêu thương người khác đâu. Những người u mê hãy tỉnh lại đi, chứ con Mã Lai nó cùng con vô ơn. Và mấy ông bà YouTuber bẩn sau này sẽ không còn đường lui đó nha. Vậy là cái Zalo mà nhắn tin cho em đó là cháu ngoại của chị chứ không phải của chị hả? Bé mới có 10 tuổi thôi mà rất là thích xem kênh của cô Mi Sơn và sau này muốn lớn lên và học hỏi làm theo như cô Mi Sơn, phân tích và giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Thật ra là khi mà những người mà họ không có phải u mê, khi mà những người mà họ không có gọi là chạy theo mà hùa theo số đông đó quý vị, cứ hùa theo số đông nhưng mà không có nhìn ra cái thực tế mình đang ủng hộ cái gì đó, thì mình hãy ngồi bình tĩnh lại, giống y như bé mới có 10 tuổi thôi cũng đã biết trong cái sự việc tôi đưa ra phân tích cái việc đúng việc sai như thế nào, và cháu ấy biết được là những người nào đúng và những người nào sai. Thì tại sao có những người lớn hơn cháu ấy gấp mấy lần, tại vì cháu ấy 10 tuổi thì lớn hơn gấp 3, gấp 4 lần là 3-40 tuổi rồi quý vị, mà tại sao không nhìn nhận được một cái người mà không yêu thương chồng con thì làm sao mà yêu thương người dân được. Đó, đứa con nít mà nó còn nhận xét như vậy đó, mà tại sao mình lại là người lớn mà mình lại là u mê, đúng không quý vị? Thì tôi tin rằng là một số người nào đó u mê thôi, chứ đa số là người ta nhìn ra hết rồi quý vị. Và nói là cái câu chuyện vấn đề mà cái ngày đám giỗ của cái anh nghệ sĩ đó quý vị, thì qua ngày hôm sau nó có một cái clip là YouTube quay lại là em vô ơn đó dục hết tất cả những cái lẵng hoa của khán giả rồi của nghệ sĩ đem dục, là qua ngày hôm sau quý vị. Thì có những kênh YouTube và cũng có những người fan vô binh vực như thế này, nói là bỏ hoa ở trong nhà đó thì nó sẽ hít thở, tức là nó lấy hết những cái không khí oxy trong nhà, nó sẽ làm cho mình bị nguy hiểm đó quý vị. Nói vậy là sai. Cái vấn đề là nhà của các em vô ơn á là ở dưới lầu, thờ là thờ cha mình ở dưới lầu, thì ở dưới đó không ai ngủ dưới đó hết trơn đó, ngủ là ngủ ở trên lầu, không dính líu gì hết. Nếu như mà mình có bỏ những cái bó hoa của người ta là khi nào hoa nó tàn mới bỏ. Thật sự á quý vị, tôi rất là yêu thích hoa nha quý vị, tôi để chừng nào mà nó héo tôi mới dục đó quý vị. Còn đằng này là người ta quý, người ta yêu quý, người ta mới tặng, qua ngày hôm sau còn tươi đem đè đi dục hết rồi. Thì tôi thử hỏi những cái vị chủ nhân của những cái lẵng hoa đó, thấy cái lẵng hoa của mình đem ra ngoài dục như vậy, quý vị cảm giác như thế nào? Có nhói tim không? Có đau tim không? Cái vấn đề ở đây không phải là mình tiết tiền, mà cái vấn đề ở đây là cái sự tôn trọng quý vị. Đó, có nhiều kênh YouTube và có những nhiều người nói là tại vì nhà nhiều quá, tôi thấy đem dục cái lẵng hoa đó cảm thấy bình thường. Quý vị bỏ tiền ra bạc triệu đồng. Tôi thú thật chứ là quý vị, có những người nghèo 1 triệu người ta không có tiền ăn nữa, chứ đừng có nói mà mua một cái lẵng hoa 1 triệu đồng để đi biếu cho cái người mà mình yêu mến. Mình tôn trọng mình mới biếu người ta, mình tôn trọng mình mới tặng người ta. Người ta để xong qua ngày hôm sau người ta dục. Thì tôi thử hỏi những người chủ nhân trong cái đoạn video clip mà thấy là cái lẵng hoa của mình tặng ngày hôm sau bị dục ra sọt rác đó, thì quý vị đó cảm nhận như thế nào quý vị? Đau không? Đau không? Để gom tiền để mua hoa xuống tặng ta, ta có quý đâu. Cho nên nè, những người rút kinh nghiệm, đây là tôi đang gợi ý cho những người mà đang còn u mê á nha. Nếu như mà có tặng á thì xuống tặng tiền đi, đừng có tặng quà. Tại vì tặng quà ngày mai dục cũng vậy hà, tốt nhất là tặng tiền đi, nó thiết thực hơn. Đó là tôi đang nói những người u mê nha, chứ đó giống y như những người mà giống y hệt như tôi đó quý vị, nằm mơ đi, một cây bông cũng không có nữa, chứ đừng có nói mà tới một lẵng hoa mà để cho người ta xúc phạm qua ngày hôm sau dục giống y hệt vậy quý vị. Tôi sợ nhất là mấy cái miệng của những cái người cào phím ở trên mạng đó quý vị, cứ nói là bỏ vậy có làm sao đâu, tôi thấy bình thường. Đặt trường hợp cái lẵng hoa đó là của mình đi, để thử coi cảm giác của mình nó làm sao. Cho nên á, ví dụ như khi mình dục cái lẵng hoa, khi nào mà nó héo queo rồi mình đem dục, thì người ta nhìn thấy đó là lẵng hoa của mình, người ta cũng cảm thấy bình thường là tại vì nó héo rồi phải dục. Còn này lẵng hoa ta còn tươi, ta rất là trân trọng, người ta đặt cái lẵng hoa đó, người ta đem tới để người ta tặng, mà bây giờ đem dục vậy thử coi lần sau có người tặng không, tôi bảo đảm không ai tặng đâu quý vị. Rồi cái bình luận tiếp theo đây quý vị, rất yêu mến Mi Sơn,
càng nghe càng thích, càng phục. Và càng nể Mison ơi, rất yêu cái sự mạnh mẽ và lòng cương quyết của em. Mã Lai ghét em vì sợ em, vì chỉ có em mới dám vạch trần nó thôi. Em nhất định phải giữ gìn sức khỏe nha em. Em phải cẩn thận, đừng bị tụi nó có cơ hội hại em. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều, khen quá trời quá đất luôn à mà ngộ á. Khoái khen, khoái nghe mấy lời khen vậy mà đọc lên mấy lời khen nó không có chịu. Mấy cái tụi mà anti-fan nó không có chịu, phải đọc mấy cái lời chửi mới chịu. Cái đọc mấy lời chửi cái trả lời lại, cái nói là mình sân si. Nó ngộ vậy đó quý vị. Muốn người ta đọc lên những cái lời bình luận chửi mà người ta phản biện lại thì nó cho mình là sân si. Ủa gì kỳ vậy, vậy trên đời này nó ngộ vậy ta, đúng không? Em cảm ơn anh rất là nhiều, không biết anh hay là chị đây. Dạ không sao, tại vì á, tất cả những kênh YouTube khác là họ làm vì chén cơm. Thì khi làm vì chén cơm làm sao họ dám đi ngược, họ dám đi ngược lại với lại cộng đồng mạng quý vị. Tại đi ngược lại là bị tẩy chay liền. Dù là họ biết là cái người họ đang binh vực là sai, họ đang binh vực cái người đó là lý lịch không rõ ràng. Chính bản thân họ cũng đặt câu hỏi, ủa nhỏ này từ đâu mà đến ta, ủa nhỏ này là lai lịch của nó làm sao ta, chồng con nó làm sao ta, mà Tết nó không về nó cứ ở đây riết. Tôi tin rằng tất cả những kênh YouTube đó đều đặt câu hỏi như vậy, đều đặt có cái câu hỏi đó, à con nhỏ này từ đâu mà đến. Nhưng tại sao? Là tại vì không dám mở miệng ra đặt câu hỏi, không dám nói. Là vì sao? Nếu như mở miệng ra đặt câu hỏi cái là cộng đồng mạng quốc tấn công, cái là coi như chén cơm không có, đói thì sao, nguyên cả gia đình sống nhờ vào cái chén cơm manh áo của cái kênh YouTube đó, thì làm sao mà dám nói. Còn tôi làm YouTube là vì vui, là tôi chia sẻ những gì vui, chứ không phải tôi lên tôi bợ đích, hoặc là tôi lên tôi cổ xí cho những kẻ xấu xa vẫn binh vực cho họ, là đó là không phải. Cho nên tất cả các kênh YouTube chỉ có một mình tôi mới dám đi ngược dòng như vậy thôi quý vị. Tiếp theo cái bình luận này đây quý vị, tại sao tôi lên clip, tại sao tôi ngồi lên đây tôi nói. Tôi lên nói không phải là tôi nói vì tiền, mà tôi lên nói vì những người yêu thương tôi như thế này đây quý vị. Đọc lên mà cảm thấy cảm động vô cùng đó quý vị. Một cái bình luận của chị Phương Phạm nè: cả nhà em ai cũng ủng hộ chị Mison hết, cứ mỗi khi chị ra phần mới là em chạy qua phòng báo cho mẹ biết, mẹ em rất vui và ôm xem liền. Thương không quý vị, cả nhà luôn, cả nhà của em đều ủng hộ yêu quý chị Mison hết. Mỗi lần ra clip mới chạy qua báo cho mẹ, chạy qua phòng á báo cho mẹ là mẹ ôm cái tivi mẹ bật lên mẹ coi liền. Tôi vì những người này đó quý vị. Nếu như mà tôi không lên, tôi để lâu những người này họ nhớ tôi, và thậm chí bản thân tôi cũng nhớ những người vị khán giả như thế này. Và tôi nhớ gì? Tôi nhớ những cái bình luận của khán giả đó quý vị. Chứ đừng có nói mà lên, tôi thấy là rất là nhiều người. Thật ra là ai theo dõi tôi nha quý vị, ai theo dõi tôi họ sẽ biết. Chứ giờ không có nói tới những cái người mà anti fan và những người mà họ cố tình họ vào xúc phạm mình, thì mình không có nói những người đó rồi quý vị. Tại đó là họ cố tình, chứ không phải là họ không biết. Họ cố tình xúc phạm mình. Vì sao? Họ xúc phạm mình để cho mình im, họ xúc phạm để cho mình nín. Đừng có lên nói cái chị Mã Lai của tao nữa, hoặc là Mã Lai là con của tao, cháu của tao hay là gì đó. Đừng có lên nói nữa, để cho nó làm ăn. Cái miệng mày cứ lên mày ra rã riết rồi con tao nó không làm ăn gì được. Đó là vậy đó quý vị. Chứ ngoài ra là những người khán giả là không ai vậy đâu quý vị. Tôi bảo đảm với lại quý vị, những người mà vào chửi công kích tôi là những người có liên quan và trong lợi nhuận của các em Mã Lai thôi quý vị. Hỏi chứ toàn những khán giả yêu thương như thế này thì làm sao mà mình bỏ được hả quý vị? Tôi nói không lên clip 5-6 ngày cái là bắt đầu là khán giả cứ nhắn. Và trong 5-6 ngày mà tôi không lên clip đó quý vị, và tất cả các kênh YouTube đó nói à Mison bị bế, rồi Mison có vấn đề, rồi Mison nhập viện gì tùm lum hết đó quý vị. Nó ngộ như vậy. Mà không lẽ giờ vì những cái kênh YouTube đó là mỗi cái tôi phải lên phân tích, mỗi cái tôi phải lên giải thích quý vị. Tôi sống là tôi biết, và tất cả trời Phật đều thấy. Mắc mới gì mà hả, cứ mỗi lần nó lên nó giật tích, nó nói mình lên mình giải thích làm chi quý vị. Cho nên những người theo dõi tôi, có kết bạn Zalo với tôi, thì nếu như mà thấy lâu tôi không lên hỏi thăm tôi vẫn trả lời lại bình thường quý vị. Tại vì tôi không thích lên clip nhiều thôi quý vị. Đây thêm một cái bình luận này nữa: hôm qua con gái của em, nó thấy em vừa cho bé ăn mà vừa xem. Nó hỏi em sao mẹ nói mẹ không thích cái chú này với lại cái chú TTC mà giờ mẹ lại ngồi xem. Em mới nói xem chứ con, mẹ không theo dõi hàng ngày, nhưng tới kết quả mẹ phải xem chứ. Xem để nhớ lại cái lúc chú này với lại cái chú TTC lấy cái dây sạc điện thoại làm giả cái dây chuyền nước biển để cười cô Mison đó con. Rồi con gái của em mới nói con nghe cái chú TTC nói cô Mison làm thông dịch viên là có bao nhiêu tiền đâu mà giàu. À giàu là do cô làm má mì gì đó. Chú TTC nói như vậy là sai rồi. Nghề thông dịch viên rất là nhiều tiền đó mẹ, nhất là khi thông dịch cho những cuộc họp. Em hỏi sao con biết? Thì con gái của em nó mới nói ước mơ của con lớn lên là được làm thông dịch viên đó mà.
nên con cố gắng học hỏi môn ngoại ngữ vậy đó. Thì cái em mà thám tử đó quý vị, vào phân tích là tôi làm thông dịch viên làm gì đâu mà giàu, chỉ có đi làm má mì mới giàu. Vậy thì tôi hỏi nè, tất cả những người mà làm má mì á nha, lên tiếng giùm tôi coi làm má mì có giàu không, trả lời giùm tôi tiếng đi. Nếu như làm má mì mà giàu, tất cả bỏ nhau đi làm má mì hết rồi. Nè em thám tử lùng, chị nói cho em nghe, em là cái dạng giống y như là ếch ngồi đáy giếng luôn rồi, đừng có dùng cái từ thám tử nữa. Thông dịch viên, nếu như mà thông dịch mà làm cho công ty á, là từ 1.000 đô cho đến 2.000 đô một tháng, đó là thông dịch cho công ty, là từ mức thu nhập là từ 30 triệu cho đến 50 triệu một tháng, đó là mức lương của thông dịch làm công ty. Còn chị không phải làm thông dịch cho công ty, mà chị, tức là cái công ty trách nhiệm hữu hạn Mission của chị á, là cái công ty đó là chuyên đi thông dịch, tức là ký hợp đồng thông dịch. Là ví dụ như những cái doanh nghiệp bên Hàn Quốc họ qua bên Việt Nam, họ cần thông dịch đó, thông dịch trong vòng 5 ngày, tuần lễ, 3 ngày gì đó, thì mình đi thông dịch cho người ta đó. Thì em biết tại sao thông dịch mà giàu không? Là tại vì những cái cuộc họp giống như bé gái nãy nó nói, nó còn nhỏ mà nó còn hiểu biết á, tức là trong những cái cuộc mà dịch doanh nghiệp giữa hai bên, tức là một cái doanh nghiệp Việt Nam họ muốn xuất khẩu sang nước ngoài là của một cái người khách hàng mà chị đi dịch cho họ đó, thì nếu như muốn mà họ ký hợp đồng được là phải do một cái người phiên dịch dẫn giải giỏi. Một cái người mà phiên dịch dẫn giải giỏi thì mới ký được cái hợp đồng đó. Thì chị á, là một người rất là giỏi dịch bên doanh nghiệp, hiểu không? Trong cái thời điểm mà nói mà đi làm phiên dịch mà từ năm 2008 cho đến năm 2015 á, là hầu như là chị đứng đầu nha em. Tức là ai phiên dịch nó không thành công không biết, nhưng chị phiên dịch là tất cả đều ký hợp đồng được. Thì ví dụ như một cái doanh nghiệp ở tại Việt Nam à, gốm sứ đi, hay là gỗ nè, hay là hải sản nè, muốn dịch để ký hợp đồng để xuất qua cho bên doanh nghiệp bên nước ngoài á, thì phải qua một cái người phiên dịch đó. Thì cái người mà doanh nghiệp tại Việt Nam á, những cái giám đốc doanh nghiệp tại Việt Nam á, thì họ mới nói nếu như mà tôi thông dịch mà ký được cái hợp đồng này thì cứ mỗi cái hợp đồng xuất đi đó quý vị, họ sẽ chi cho tôi 2%. Mà tôi thử hỏi quý vị, mà hồi cái thời mà năm 2006 cho đến năm 2015 đó quý vị, thì một cái container gỗ đó quý vị, xuất gỗ là gì? Nội thất này nè quý vị, những cái ghế ngồi sau lưng của tôi nè quý vị đó, thì một cái container đó quý vị thì nó có giá là từ 30.000 cho đến 40.000 đô một công. Mà có một cái doanh nghiệp, có những công ty một tháng xuất khẩu tới 20 container, mà nó có rất là nhiều công ty chứ đâu phải là một công ty đâu quý vị. Một cái khách hàng Hàn Quốc đó họ qua bên Việt Nam, họ đặt rất là nhiều công ty. Ví dụ về cái bàn thì họ đặt về bên công ty này, nhưng mà về cái tủ họ đặt bên công ty khác, và về cái giường họ đặt bên công ty khác chứ họ không có đặt chung đó. Là vì sao? Tức là chỗ nào giá cả ok thì họ sẽ ký hợp đồng ở chỗ đó đó. Thì mỗi cái công ty đó đều trích cho tôi 2%. Ví dụ như cái công ty đó một tháng là xuất được 20 công, đó là công ty một nha quý vị, xuất được 20 công, thì tổng trên cái bill đó là 600.000 đô đi, thì cái công ty đó chi cho tôi là 2%. Thì 600.000 đô đó, 2%, tôi được 12.000 đô quý vị. 12.000 đô là được nhiêu? Là được 200 mấy rồi đúng không? Được 200 mấy triệu đúng không? Rồi cái công ty thứ hai là xuất cái giường đi, là xuất 5 công đi đó, thì 5 công đó thì cứ trích ra cứ 2% thôi quý vị. Thì nội mà mỗi tháng mà cái tiền phiên dịch của tôi mà tôi ăn tiền phần trăm của những công ty đó quý vị, thì có tháng là tôi lên tới 400 triệu. Và tôi chỉ ngồi ở nhà là tôi điện thoại một tháng á, là những doanh nghiệp đó qua bên Việt Nam chỉ có một lần, thì qua một lần là chỉ trong vòng 5 ngày đi hết tất cả những công ty đó đó. Thì trong vòng 5 ngày đó tôi đi chung với lại những người đó, tôi đi phiên dịch. Rồi sau 5 ngày đó, rồi những ngày còn lại thì tôi chỉ theo dõi cái đơn hàng thôi quý vị, là ngày hôm đó là cái công ty đó xuất đi bao nhiêu công, là cái loại mã nào, là đều có mail làm việc với lại khách hàng hết quý vị. Và tôi là một cái người chính giữa để mà thông dịch giữa hai bên, công ty Việt Nam và công ty nước ngoài. Cho nên nước ngoài nó muốn gửi mail về cho công ty Việt Nam tất cả những cái đơn hàng nào đó, tôi cũng là người nắm được, tại đều CC cho tôi hết đó. Thì ở công ty Việt Nam mà xuất bao nhiêu công đi nước ngoài cũng đều CC cho tôi hết, để cho tôi thông báo bên kia đó. Thì mỗi tháng á, là tôi làm việc qua điện thoại là 20 mấy ngày, còn chỉ 4-5 ngày là làm việc chung là những người khách đó qua Việt Nam thôi đó. Thì mỗi tháng chỉ riêng về bên phía gỗ thôi là tôi đã kiếm từ 300 đến 400 triệu mỗi tháng. Đó là tiền quê hồng chứ không phải tiền thông dịch nha đó. Rồi còn thêm về bên hải sản, mỗi hải sản á, là cái công hải sản á, thì họ không có chi cho tôi phần trăm. Hải sản sấy khô á, thì họ không có chi cho tôi cái phần trăm, mà họ chi cho tôi trên cái công quý vị. Tại vì mỗi cái công á, là công 20 là nó đã là 100 mấy, gần 200 ngàn đô rồi quý vị. Mà cái công 40 của nó là 300-400 ngàn đô
đó. Nhưng mà thường hải sản sấy khô thì họ không có đi công 40 quý vị, họ chỉ đi công 20 thôi. Mà công 20 thì khoảng tầm gần 12 tấn đó. Thì cứ mỗi cái công mà xuất đi cái công hải sản mà công 20 á là gần 12 tấn đó quý vị, là họ chi tiền phần trăm cho tôi á là 2.500 đô. 2.500 đô là nó hơn 50 triệu. Một tháng á là xuất đi tới 5 công. Một tháng xuất đi tới 5 công thì quý vị là biết là cộng tiền nào là tiền hải sản rồi tiền mụn dừa. Tôi thông dịch rất là nhiều thứ đó, thì tất cả những cái tiền đó là đều chi tiền quê hồng cho tôi là riêng. Còn cái tiền mà phiên dịch là riêng nữa nha quý vị. Cứ một ngày tôi đi dịch là 150 đô là tính riêng. Còn cái tiền quê hồng đó là bên phía Việt Nam họ chi cho tôi, chứ không phải bên phía Hàn Quốc họ chi cho tôi. Mà thời điểm mà từ năm 2006 đó quý vị, mà một miếng đất 200 triệu là bự chà bá lửa luôn. Hồi cái thời mà năm 2006 á là một cái miếng đất á là bự chà bá lửa luôn. Mà trong khi đó là một tháng của tôi là tôi kiếm tới 300-400 triệu rồi, là tôi ăn uống chi phí hết tôi dư ra nhiêu đó đó quý vị. Mỗi tháng tôi đi mua một miếng đất, mỗi tháng tôi đi mua một miếng đất quý vị. Thì tôi chỉ cần làm trong vòng 2 năm như vậy thôi, là sau khi là tôi bán mấy miếng đất thôi là tôi mở tiệm vàng à quý vị. Đơn giản như vậy. Chỉ có những người xấu xa mới đem đè nói ra như vậy. Và tôi nói cái gì đều có chứng cứ hết quý vị, chứ không phải tôi nói cái miệng không. Cho nên là cái anh mà thám tử lùng á, mà lên mà phân tích theo kiểu mà đi làm má mì làm giàu á, vậy thì tôi thử hỏi những người mà làm má mì giơ tay lên giùm tôi coi, ai làm má mì giàu nói tôi nghe coi. Trời ơi, quá trời quá đất không quý vị. Một cái con người thông minh á là tiền á mà dư ra đi mua đất nha quý vị. Hồi cái thời điểm mà từ năm 2003 là tôi đã để dành tiền tôi mua đất rồi. Cứ dư tiền ra bao nhiêu, ví dụ như cái tháng đó tôi dư được 300, tôi đi kiếm cái miếng đất nào đủ 300 triệu tôi mua. Còn cái tháng nào tôi dư 500 á là tôi nói với mấy cò đất. Hồi xưa á là nhất là cò đất, chị ơi bữa nay có miếng đất này chị mua không. Tối ngày cò đất cứ gọi kêu tôi thôi quý vị. Đó là hả, tháng nào mà tôi dư được 500 triệu là tôi đi kiếm, tôi nói kiếm miếng đất nào mà đủ 500 triệu chỉ cho chị. Tôi không cần biết là đất đó là rẻ hay mắc, xin miễn miếng đất đó tôi cảm thấy tôi hài lòng, tôi cảm thấy đẹp, tôi vừa ý, đủ túi tiền tôi là mua thôi quý vị. Chứ chưa bao giờ chơi mắc hay chơi rẻ. Từ chỗ đó là tôi có đất rất là nhiều. Và sau khi mà tôi mở tiệm vàng này, tôi mở lên cho con tôi làm ăn, tôi bán có mấy miếng đất thôi là tôi mở lên tiệm vàng này cho nó nè quý vị. Ở đó mà đè ra mà nói là tôi đi cặp với lại mấy cái thằng Hàn Quốc ở bên kia. Rồi xong bắt đầu cái là lấy của nó về mở tiệm vàng, đâu ra vậy? Đâu mà diễn tưởng ra hay vậy? Cái câu này là giống y như là cái câu của cái em Mã Lai đó quý vị. Còn giống y như một cái bình luận của một vị khán giả, nói là đẻ đứa con xong bỏ chạy ôm của đó quý vị, si bụng mình ra bụng ta hay sao? Đúng không? Khi mà tôi ngồi tôi nói đây đó quý vị, thì không phải là chỉ có quý vị ngồi coi đâu. Trong đây những người mà theo dõi tôi tin chắc rằng cũng có những giám đốc doanh nghiệp mà trước đây tôi đã từng phiên dịch cho họ, tôi đã từng phiên dịch cho công ty của họ, cho nên họ biết là những gì tôi nói là đúng sự thật quý vị, chứ không phải nói miệng. Mà trong khi đó thời điểm đó tôi dịch rất là nhiều ngành nghề, tôi dịch bên cái ngành đá granite nữa nha quý vị. Tôi đi lên trên Ban Mê Thuột với lại Đắk Nông, Đắk Lắk đó quý vị. Tôi đi lên tới trên đó là làm mụn dừa, mụn cưa là đi về phía miền Tây, còn hải sản sấy khô là đi Bà Rịa Vũng Tàu. Còn về mà muối á, muối mà xuất nhập khẩu đó quý vị, muối cũng có nữa. Nói chung là giờ kể ra tôi không nhớ hết, nhưng mà từ từ tôi sẽ nhớ. Bên muối nữa quý vị, muối ở Bà Rịa Vũng Tàu với lại muối Cần Giờ nữa quý vị đó. Còn gỗ là khắp nơi, gỗ là từ Đồng Nai cho tới Bình Dương cho tới Tây Ninh là những công ty gỗ đó quý vị. Rồi thêm những công ty gốm sứ, gốm sứ ở Bình Dương là nhiều, nó có rất là nhiều quý vị. Thì khi một cái người phiên dịch, một người phiên dịch giỏi và một người phiên dịch thông minh đều có ra điều kiện với doanh nghiệp nha quý vị. Nếu như tôi dịch để cho ký hợp đồng, tôi đem khách hàng này đến cho công ty của anh phải chi đi cho tôi bao nhiêu phần trăm, và phần trăm đó tự mình thỏa thuận nha quý vị. Nếu như 2% ít quá, còn có những công ty á, họ ra điều kiện là chi cho 2.5 nữa đó. Nhưng mà có những cái công ty đó là mình không thích, ví dụ như làm ăn với lại giám đốc nào, những cái giám đốc nào, công ty nào mà dễ thương thì mình sẽ đem khách hàng về cho công ty đó quý vị, chứ không phải là trả quê hồng cho mình cao hơn 2.5 là mình qua bên đó nha quý vị. Hồi thời điểm đó là phiên dịch là trời nha quý vị. Hồi thời điểm đó là phải nói là phiên dịch là đi tới đâu cũng được là giống y như là tiếp đãi nồng hậu nha quý vị, chứ không phải là cái dạng mà nói mà giống y ếch ngồi đá giếng như là các em thám tử lùng nói như vậy đâu. Đó là nói về cái vấn đề đi phiên dịch nha. Còn bây giờ nói về cái vấn đề mà đi làm hướng dẫn tour. Hướng dẫn tour không phải là đi làm hướng dẫn tour ăn lương, hiểu không? Tôi làm hướng dẫn tour tức là công ty tour của tôi nhận một cái tour đó 10 khách, 20 khách, 30 khách, hiểu không? Rồi xong đứng ra tổ chức tour cho họ là một khách là bao nhiêu tiền, khi mà báo giá cho họ đi những điểm này điểm kia. Tức là bên phía Hàn Quốc họ liên hệ với tôi,
là bây giờ là tới cái ngày hôm đó tour của họ là 4 ngày, họ qua là 15 người, họ muốn đi những cái địa điểm nào đó thì mình mới lên cái lịch trình cho họ, mình tự thiết kế tour riêng từng tour một nha quý vị, chứ nó không có cố định giống y như những công ty tour bây giờ mà bán tour mình đi Thái Lan, mình đi Hàn Quốc, mình đi Nhật Bản, đâu phải vậy. Mà là ở đây công ty của tôi thiết kế riêng cho từng tour khác nhau. Ví dụ như là cái tour đó họ 15 người, họ qua 4 ngày, tôi sẽ thiết kế cho họ đi những địa điểm đó, ở khách sạn đó, khách sạn mấy sao tôi đều có liệt kê vô trong đó hết, ăn những món gì, đi tham quan ở đâu, tôi liệt kê ra xong xuôi hết rồi, bắt đầu tôi mới gửi mail qua cho họ, đó là báo giá cho họ mỗi người bao nhiêu. Bên kia ok rồi, bắt đầu mới chuyển tiền 50% đặt cọc cho công ty tôi. Bắt đầu là lúc đó là khi ra sân bay đón họ là họ sẽ đưa tiếp 50% còn lại đó. Thì quý vị có biết là mỗi lần mà đi tour, một lần tour ví dụ như là chỉ cần 15 khách thôi, mà đi trong vòng 4 ngày về là tôi lợi nhuận hơn 200 triệu đó quý vị. Trong vòng có 4 ngày thôi tôi lợi nhuận hơn 200 triệu rồi. Thì tôi thử hỏi quý vị giàu không? Mà mở miệng ra mà nói đi làm gái làm má mì mà giàu, đâu ra vậy? Kiến thức gì mà ngu dốt dữ vậy? Quá trời quá đất luôn à. Muốn lên sỉ nhục làm nhục người khác. Nếu nói vậy á thì cái em mà thám tử lùng á đi về kêu vợ của mình á đi làm má mì đi cho con giàu, đúng không? Chứ đi làm cô giáo để làm gì? Nếu như mà nói làm má mì mà nó giàu mà dễ kiếm tiền vậy á thì đi làm đi, chứ lên ngồi làm YouTube làm chi mà câu like câu view mà bịa đặt ra nói những chuyện không có không vậy em. Rồi tiếp theo cái bình luận này nữa đây quý vị. Từ đầu em cũng không biết gì về câu chuyện của Vô Ơn, nhờ tiếng nói của chị nên em mới coi tới. Lúc mấy tập đầu em cũng thấy Vô Ơn sao sao á chị. Em nghe chị phân tích thấy hay nên em vô coi, chứ em ít có coi bên phía em Vô Ơn. Mà mỗi khi em thấy Vô Ơn lên hát hay là diễn là da gà của em nó nổi ốc lên. Lúc mà họp báo chuyện của hai bên gia đình, em thấy Vô Ơn nó giả trân. Lúc khóc em cũng ít có xem tới lắm luôn. Hồi Tết ba chị em nhà đó hát cái nhạc sưng, chàng ơi em không dám coi luôn. Cứ em bấm vô coi là da gà của em nó nổi ốc cục luôn á chị. Không hiểu sao luôn á chị. Ai nói gì nói, em vẫn thích chị. Ngày nào cũng trong cái clip của chị. Em chưa bao giờ bình luận trên kênh nào. Mấy năm trước em có xem kênh của anh Khương Dừa, mà đến nỗi thần tượng mẫu người đàn ông như anh mà em chưa từng bình luận gì luôn. Từ lúc xem kênh của chị em ghiền và bỏ kênh của anh luôn, không coi luôn đó chị. Giờ chỉ có coi một mình kênh của chị thôi, còn không thì coi cải lương, chứ không muốn xem kênh nào hết. Em làm tóc, lúc gọi đầu, massage cho khách, em bấm cái kênh của chị lên nghe là làm không biết mệt mỏi luôn đó chị. Trời đỡ cơ má ơi, thấy thương không? Hồi nãy một vị khán giả ở Sài Gòn, ở quận 5 cũng nói là lúc mệt mỏi nghe cái clip của chị My Sơn là hết mệt mỏi, là làm một ngày thật là vui vẻ. Giờ tới em cũng vậy, là làm tóc, massage cho khách, bắt kênh của chị lên là làm hết mệt mỏi luôn. Thấy thương không quý vị? Nói chung là trong cái câu chuyện mà gia đình của anh nghệ sĩ vừa mới mất, mới đầu tiên á, thì khi mà vô coi á, thì em này á, là nói cũng không có quan tâm, chỉ quan tâm về cái cách phân tích của tôi mà thôi. Đó, thì lúc đầu tôi cũng y hệt như vậy, tôi cũng quan tâm vào thử thấy cũng tội nghiệp. Riết rồi bây giờ cảm thấy là nó diễn làm sao đó. Khi mà lên nghe hát đồ này kia tôi cũng không có thèm xem quý vị. Còn em này nói nổi ốc cục thì không biết làm sao. Cái này thì chị không biết làm sao để mà giải thích luôn mà tại sao em nổi gốc ốc cục vậy. Thì chỉ có em mới biết thôi, còn đối với chị thì mấy cái đó chị không có xem. Nói chung là thậm chí là bản thân của cái anh nghệ sĩ Vũ Linh đó quý vị, thì hồi cái lúc anh còn sống thì lâu lâu tôi cũng có xem vài cái tuần cái lương của ảnh thôi, chứ cũng không có gọi là thần tượng đâu quý vị. Những cái người mà tôi thần tượng là cái gì? Trong cái tuần cái lương Lan và Đẹp là cô Lệ Thủy nè. Đó. Rồi xong rồi bắt đầu là cái tuần cái lương mà Tây Thi của cô Lệ Thủy với lại chú Chí Tâm đóng nè. Tôi chỉ thần tượng và tôi mê những người đó thôi quý vị. Tôi mê trong cái cốt truyện đó đó. Đó, cái cốt truyện đó mà cái người diễn á, nó quá đạt, cho nên tôi rất là thích những người nghệ sĩ đó. Tôi thích, ví dụ cái tuần đó là phải duy nhất là cô Lệ Thủy nha, với lại chú Chí Tâm mới được à, chứ người khác đóng là tôi không thèm xem. Là cái tuần Lan và Đẹp cũng vậy, cũng cô Lệ Thủy tôi mới chịu. Còn má tôi á, thì lại chịu cô Thanh Kim Huệ, bởi nó là vậy. Còn anh Vũ Linh á, là ngày xưa tôi chỉ xem vài tuần thôi, còn nói mà thần tượng mà mê á, thì không có quý vị, không có. Tôi chỉ thương là do khi anh ấy chết xuống rồi, tất cả mọi người nói về cái quá khứ của ảnh là sống thương em lo cho gia đình, cái tự nhiên mình cảm thấy thương con người đó thôi. Chứ mà nói mà thần tượng để yêu mến về cải lương thì không có quý vị, tôi thần tượng mấy người khác quý vị ơi. Rồi thêm một cái bình luận vào bảo vệ cái kẻ mà đầu đường xó chợ đây quý vị. Bình luận để như thế này: người ta cũng về thăm chồng thăm con chứ sao không về,
hiện tại là người ta đang giúp về pháp lý. Ủa, nói về cái vấn đề pháp lý, vậy là cái em Mã Lai đó là luật sư hả? Luật sư hay sao? Có luật sư rồi thì để cho luật sư lo chứ giúp về pháp lý là giúp về cái gì, đúng không quý vị? Mà trong cái vấn đề mà tranh chấp về mà dân sự đó quý vị, trời ơi nó kéo dài, má ơi nó lâu, kéo dài nó lâu. Thì ví dụ như là giúp về pháp lý, tôi cũng công nhận đi, mình cứ về gia đình lo chồng con mình đi, rồi xong rồi tới cái ngày mà thông báo của tòa án mà người ta mời lên, đến cái ngày hôm đó lên cung cấp hay là xử gì đó thì lúc đó mình tới. Chứ mắc cái gì mà 24/54 ngày ngày ở bên cạnh của cái đứa đó rồi bỏ gia đình của mình. Binh vực làm ơn đi, làm ơn giùm một cái. Phải đặt trường hợp là mình, mới đặt trường hợp là mình đi rồi mình hả nói người ta. Chứ tại sao lại bỏ gia đình mà đi giúp người khác, mà nói giúp về pháp lý. Phải gì nếu như mà nói về cái vấn đề các em ở live này, em ấy làm nghề luật sư đó, mà em ấy đứng ra giúp miễn phí, không có lấy tiền, tôi chấp nhận nha. Tại vì á, dù sao nó cũng được lợi là cái là mình không lấy tiền án phí, nhưng mình được cái tiếng của mình được nhiều khán giả, mình được khách hàng, nhiều khách hàng tiếp cận, nhiều khách hàng biết đến mình để nhờ mình bào chữa. Thì đó, nó cũng có lợi đôi đường là mình làm luật sư miễn phí, nhưng ngược lại mình lại có khách hàng nhiều, đúng không? Còn đằng này cho nó cơ, một cái đứa đầu đường xó chợ, một cái đứa bị nghi ngờ là đi ăn cướp của người khác, một cái đứa mà bị người ta lên phốt là bị lệnh truy nã. Vậy thì cái bản thân của mình về pháp lý của mình chưa giúp được mình, vậy thì làm sao mình giúp được cho người khác? Trong khi đó mình không phải là luật sư, mình chỉ là một cái người phải nói là đầu đường xó chợ mà không rõ lai lịch mà để đi giúp pháp lý, trong khi bản thân của mình là bị lệnh truy nã và mình còn chưa giúp được mình nữa. Bớt có cái kiểu mà lên binh vực, cái kiểu mà thiếu iốt kiểu đó đi. Mình lên mình binh vực, mình cũng phải binh vực cho nó khôn một tí xíu nha, chứ đừng đi cổ xí cho những kẻ như thế này thì mai mốt xã hội này loạn hết. Đâu có ai mà đi cổ vũ cho một cái kẻ cướp đâu, đâu có ai đi cổ vũ cho một người đầu đường xó chợ mà bỏ chồng bỏ con bỏ gia đình đâu, đúng không? Bỏ đi nha, sáng suốt ra, sáng ra đi. Thêm bình luận này nữa đây quý vị. Mến chào kênh Mi Sinh Thiện, chúc sức khỏe, vui vẻ, vạn sự bình an và đông đầy hạnh phúc. Thời gian qua quá dài, kênh Mi Sinh Thiện có chia sẻ trên YouTube, tôi cũng thường theo dõi, tuy tôi không bình luận nhưng tôi nhận xét gần đây Mi Sinh Thiện nói về con vô ơn và con Mã Lai chính xác. Muốn giúp đỡ cho một người đáng giúp cũng đâu có cần phải bỏ gia đình chồng con mà đi theo con vô ơn là không có chấp nhận. Mạnh Thường Quân cũng giúp người, đâu có giúp như con Mã Lai. Và về con nhỏ vô ơn, nhìn cái mặt nó là thấy ghét rồi, hát thì dở như hạch, chẳng qua lợi dụng sự yêu thương của khán giả, thích cố nghệ sĩ mà thôi. Cảm ơn Mi Sinh Thiện thay lời mọi người dạch mặt hai con người này. Chúc Mi Sinh luôn có nhiều clip hay để nghe cho nó đã. Có lẽ mọi người hàng ngày hóng clip của Mi Sinh chia sẻ đó nha. Dạ, em cảm ơn rất là nhiều. Không biết là anh hay chị. Dạ, em xin cảm ơn về những cái lời lẽ đầu tiên là chúc em sức khỏe. Em cảm ơn nè, là một thời gian dài là đã theo dõi cái kênh của tôi chia sẻ về cái vấn đề trong cái câu chuyện này, về nhận xét của Mi Sinh Thiện nói đó. Thì khi mà giúp đỡ một cái người nào đó đâu có cần phải bỏ chồng bỏ con, thì rất là nhiều người nhận xét và nói về cái vấn đề này lắm quý vị, chứ không phải gì riêng cái phân tích của tôi, có rất là nhiều người nói như vậy. Và cái vấn đề á, là chẳng qua là trong cái vụ việc này á, là cái vị khán giả này cũng nhìn nhận được rằng là đây là lợi dụng cái sự yêu thương. Tại vì những người mà yêu thương cố nghệ sĩ là người ta yêu thương lây qua cái em này mà thôi quý vị. Thì giống y hệt như tôi thôi, giống y hệt như tôi, đầu tiên tôi cũng yêu thương. Nói chung là kể về cái cuộc đời của anh, tôi cảm thấy tôi ngưỡng mộ và tôi yêu thương anh. Thì từ cái chỗ đó ta nói là thương người là thương cả đường đi lối về. Thì khi mà thương anh cố nghệ sĩ rồi thì dĩ nhiên sẽ thương luôn những người mà có liên quan đến ảnh, đúng không quý vị? Thì cái vị khán giả này cũng giống y hệt như tôi, nhưng mà riết rồi mới nhìn thấy là cái những cái hai cái con người này, cái em Mã Lai và em Vô Ơn, lợi dụng tình thương của khán giả. Nếu như một người phụ nữ đàng hoàng, không ai mà đi giúp người khác mà đi bỏ gia đình của mình, bỏ chồng bỏ con cả, đúng không quý vị? Hãy đặt trường hợp là mình, nếu tôi không làm được rồi đó. Quý vị là phụ nữ, cho tôi hỏi có ai làm được không? Chắc chắn là không. Chắc chắn là không ai làm được điều đó. Tại sao em Mã Lai làm được điều đó? Có mục đích rồi, có lợi nhuận rồi. Tại sao hơn một năm rồi vẫn theo bảo vệ làm được cái gì? Cái vấn đề đầu tiên khi mà nói là lên là để làm sáng tỏ cái vấn đề sao kê. Tôi nhớ là có một cái thời điểm nào đó lên công bố là cái tiền mà đi cúng điếu á, mà sao kê ra là được 1 tỷ mấy á, mà nói là tới ngày 31 tháng mấy, tôi quên, không nhớ quý vị, 31 tháng 8 phải không ta, là nói là sẽ rõ ràng cái tiền sao kê, cái tiền cúng điếu của những người đi.
Đó, vậy thì tại sao tới bây giờ vẫn chưa công khai cái vấn đề đó? Đợt vừa rồi cái anh đạo diễn gì đến để mà phỏng vấn đó quý vị, thì nói tới cái vấn đề sao kê. Khán giả là người ta đang tò mò cái vụ sao kê, coi là bên kia người ta có ăn chặn hay không, hay là bên mình du khống người ta. Đó, thì khán giả người ta đang thắc mắc về cái vấn đề đó. Mà nguyên một năm trời rồi, đáng lẽ mà mình đang trong quá trình làm chứ tại sao lại trả lời là sẽ làm. Sẽ làm tức là chưa có làm quý vị. Vậy nguyên một năm trời làm cái gì? Cái vấn đề khán giả người ta đang là đang theo dõi cái vấn đề đó, coi là bên kia nó có ăn chặn tiền giống y như là bùng nổ trong giờ thời gian đúng một năm nay hay không. Người ta theo dõi vấn đề đó, hay là mình đi du khống người ta, đúng không quý vị? Thì tại sao không làm? Đáng lẽ là làm từ lâu rồi chứ. Mình không có chứng minh được, cho nên là mình đâu có sao kê minh bạch được cái vấn đề đó quý vị. Tại chính bản thân mình là người cũng là kiểm cái thùng cúng điếu chung với người ta, mình biết cái số tiền bao nhiêu rồi, tại sao không làm? Vậy là chờ chừng nào? Khán giả chờ hết một năm rồi, thôi chờ thêm năm nữa đi hả? Tại vì sẽ làm. Trả lời cái từ sẽ làm tức là chờ thêm năm nữa đi hả? Vậy thì tất cả những người mà họ đang còn muốn theo dõi cái drama này, ráng chờ thêm năm nữa đi quý vị. Ai mà muốn theo dõi cái drama này, ráng chờ thêm năm nữa đi, rồi nó sẽ làm. Rồi cái vấn đề lên nói là xét nghiệm ADN đó, chứng minh con nuôi hay con ruột đó. Vậy thì cái xét nghiệm ADN đó, cái lúc mà lên trên mộ á, nói cho tới bây giờ là nay là 10 tháng rồi. Rồi cái ADN đó đâu, sao không đưa ra? Đúng không quý vị? Còn cái vấn đề pháp lý nó tới đâu rồi? Kéo dài ra, chẳng qua là kéo dài ra để mà bán hàng thôi quý vị, để mà kinh doanh thôi quý vị. Đó, thì nói chung là ai còn thắc mắc yêu thương thì cứ ủng hộ đi nha quý vị. Cứ ủng hộ mua hàng đi hen, rồi cứ ủng hộ gửi tiền đi. Còn cái việc sao kê sẽ làm thôi, mà chờ năm nữa có làm sao đâu. Lỡ chờ năm rồi, giờ chờ thêm năm nữa có làm sao đâu, đúng không quý vị? Còn cái vấn đề mà tranh chấp thì cứ từ từ, cứ để cho pháp luật xử lý đi, để cho tòa án họ xử lý đi, cứ từ từ chờ đi. Ai có thời gian, ai rảnh thì cứ theo dõi đi, chứ tôi không theo dõi mấy này nha quý vị. Tại vì tôi thấy cho ăn bánh vẽ lâu quá, tôi thấy cho ăn bánh vẽ nguyên một năm trời mà không làm được gì, toàn là nói cái miệng không à. Nói cái miệng hả quý vị? Thì đến thời điểm này là mình cũng chưa biết là bên kia người ta có ăn chặn hay không, hay là bên đây lên nói vậy để du khống người ta. Cho nên là ráng chờ nữa đi quý vị, chờ thêm năm nữa ha. Thêm cái bình luận này nữa đây quý vị. Chị đã từng nghi ngờ nguồn gốc của Mã Lai ngay từ đầu. Chị lúc nào cũng có cái suy nghĩ trong đầu, bà này không giống đại gia chút nào, bàn tay người giàu không giống như bà, móng tay của bà tự làm hay sao đó mà nhìn thấy ghê. Thì có nhiều người ta nhận xét theo mỗi cách khác nhau. Có nhiều người thì ta nhận xét về cách ăn mặc, có nhiều người ta nhận xét về cái tướng quý vị, rồi có những người mà ta soi tới cái móng tay luôn quý vị. Đó, thì nó là cái móng tay, là không phải là một người đại gia. Đại gia là một người giàu có, không phải móng tay vậy quý vị. Mà trong khi đó là tôi không phải là đại gia nha quý vị. Tôi cho tất cả mọi người xem, tôi cho tất cả mọi người xem cái tay của tôi đây. Tôi không phải là đại gia, tôi là một cái người cực từ nhỏ nha quý vị. Tôi rất là cực nha quý vị. Cái bàn tay của tôi là hồi nhỏ chuyên môn bầm rau lang cho heo ăn, là hồi đó nhà má tôi nuôi heo đó quý vị. Đó, mà bàn tay của tôi rất là cực nha quý vị, cực dữ lắm luôn đó. Mà bàn tay của tôi là như thế này. Mà trong khi đó là cái em Mã Lai nói là đại gia, mà bàn tay phải nói là nó còn cái dạng như nó cằn cỗi đó quý vị, nó còn hơn là của tôi nữa đó. Mà là đại gia thì tự động người ta nói thôi quý vị, tự động mọi người nhìn ra thôi, đúng không? Đại gia nó không phải là như vậy. Đại gia không ai rảnh mà đi bỏ gia đình. Ví dụ như đại gia mà bỏ nguyên tháng giúp đỡ, tôi cũng không nói, mà nay hơn năm, hơn năm để bỏ gia đình, bỏ công ăn việc làm hơn một năm trời để mà đi giúp là không tin nè. Đại gia gì? Đại gia thất nghiệp á, đại gia đầu đường xó chợ mới vậy đó quý vị. Chứ đại gia mà ta có công ăn việc làm, có gia đình, không ai mà rảnh tới cỡ đó đâu quý vị. Làm ơn những người mà còn u mê á, còn một số người u mê, tỉnh ra giùm tôi. Đại gia không phải vậy. Nếu như muốn mà theo dõi, mà đại gia ở Việt Nam này là theo dõi anh Dượng nè, rồi theo dõi chị Thảo bên Vietjet nè, đó, hoặc là lên trên mạng search ra là đại gia giàu nhất Việt Nam là người ta sẽ ra. Mình theo những cái người đó, mình học hỏi người ta đi, chứ đừng có theo học hỏi cái người đầu đường xó chợ mà cái người không rõ lai lịch mà tự lên nói đại gia bằng miệng, gọi là đại gia mạng đó quý vị. Đừng có lên mà đi tung hô những người đại gia mạng. Trời ơi, không lẽ là cái kiến thức của mình nó tệ đến nỗi mà người ta lên đại gia mạng người ta nói sao là mình đèm tin vậy? Đại gia là không có đi xe ké nha, đại gia là không có ở đầu đường xó chợ, bữa nay ở nhà người này, ngày mai ở nhà người khác. Còn ba nữa là vô khách sạn đi ở, đại gia không phải vậy nha quý vị. Đại gia người ta có biệt phủ riêng, người ta có xe riêng, siêu xe, và có tài xế riêng, và thậm chí là có vệ sĩ riêng luôn quý vị. Chứ không ai mà đại gia mà đi ở ké, rồi đi ăn ké, rồi bữa nay ở nhà người này, ở nhà người kia. Và đặc biệt là đại gia có một cái cuộc sống rất là mỹ mãn, gia đình hạnh phúc. Có như vậy người ta mới dư ra để người ta đi giúp đỡ người khác quý vị. Còn đằng này đại gia gì mà đầu đường xó chợ, đại gia một cái lý lịch không rõ lai lịch, không rõ nguồn gốc, và cũng không rõ gia đình con cái của mình ra sao, và công việc mình kinh doanh cái gì mà để có 8.000 tỷ.
đúng không quý vị? Vậy thì đó có phải là đại gia mạng không? Đó có phải là đại gia mở mồm? Vậy thì tại sao mình tin? Những người mà tin thì hãy soi lại cái kiến thức của mình và nhớ mua iOS ăn cho nhiều vô để mình có cái kiến thức để mình nhận định. Đại gia nó phải rõ ràng nguồn gốc về kinh tế, về cái công việc kinh doanh của họ. Đại gia 8.000 tỷ đó không phải là đơn giản quý vị. Đại gia 8.000 tỷ ở Việt Nam này đếm trên đầu ngón tay thì không thể nào mà nó nằm mập mờ về lai lịch như vậy. Hiểu không? Thêm cái bình luận này bên đại gia đầu đường xó chợ đây quý vị, hay lắm. Nói thật, chị này nói chuyện bị đánh tráo khái niệm hơi nhiều. Cái việc bỏ gia đình gì đó thì chị làm không được là do chị không làm được. Còn chị Mã Lai làm được thì đó là chuyện của chị ấy. Còn muốn nói chị Mã Lai đến có cái lý do vì mục đích, vì tiền hay vì cái gì đi nữa, đó là chuyện của chị Mã Lai. Chị nói chị vạch mặt chị Mã Lai trong khi chị Mã Lai chưa có gạt chị hay là gạt con vô ơn. Nếu chị tốt thì chị phải tách con vô ơn ra khỏi chị Mã Lai chứ. Chị lên ra rã tối ngày chửi hai người đó như là mắt đằng dưới. Thề luôn, chị đánh tráo khái niệm rất nhiều vấn đề. Trời đó cơ. Quý vị nhận xét về cái bình luận này như thế nào quý vị? Còn nói là tôi không bỏ gia đình được đó là việc của tôi, còn em Mã Lai bỏ gia đình được đó là chuyện của em Mã Lai, không thể nào đem vô so sánh được. Thì đúng, cái này cũng có lý. Tại vì á là em ấy bỏ gia đình được, còn chị không bỏ được, sao tự nhiên đem so sánh kỳ vậy ta? Tại vì chị với lại em Mã Lai khác nhau, đúng không? Còn nói vấn đề là nếu như mà chị giỏi thì chị tách cái em vô ơn đó ra khỏi em Mã Lai đi, thì đó không phải là chuyện của chị. Cái vấn đề là em vô ơn đang cần em Mã Lai. Tại vì sao? Một cái đứa mà mở kép sắt với lại một cái đứa rinh kép sắt, nó rất là hợp với nhau và nó rất là cần cái sự kết hợp với nhau, đúng không? Ví dụ như đứa nào nó cũng có mục đích hết trơn, đứa nào nó cũng có lợi trong vụ đó hết trơn, làm sao tách ra được? Trong khi chị không có vụ lợi gì, sao chị tách được em, đúng không? Còn cái vấn đề em nói là chị Mã Lai có lừa gạt chị cái gì đâu, nhưng không lừa gạt gì được chị, nhưng lừa gạt tình thương của cộng đồng. Lừa gạt tình thương của cộng đồng để làm gì? Để cho cộng đồng bỏ tiền ra ủng hộ những cái món hàng quá mắc hơn những cái chỗ khác bán, người ta vẫn ủng hộ. Đó gọi là lừa gạt tình thương. Đó cũng là lừa gạt. Trong khi đó có chứ, em nói là không lừa gạt chị là không đúng. Có lừa gạt chứ, lừa gạt tình thương của chị đó. Chị lầm ra, chị tưởng đâu là em này khổ thật sự, em này bị người ta ăn hiếp thật sự và em này tốt thật sự. Đó cũng là lừa gạt tình thương của chị mà. Lừa gạt tình thương của chị cho nên là chị mới lên chị binh bất chấp trong vòng mấy tháng trời đó. Đó là lừa gạt, chứ còn cái gì nữa, đúng không em? Vậy chứ em đòi lừa gạt gì? Lừa gạt tài sản hả? Chị đâu có ngu. Trong khi đó là em Mã Lai đầu có sạn thì chị cũng sạn đâu có ít em. Dễ gì mà có vụ mà lừa gạt được chị về cái vấn đề tiền bạc. Chỉ lừa gạt được tình thương thôi, lừa gạt về tình thương người. Nếu như mà chị là một cái con người ác là chị ngó lơ luôn rồi, mày khóc kệ mày, mày bị ăn hiếp kệ mày. Lừa gạt tình thương. Đó, một cái bình luận vừa nói tôi là đánh tráo khái niệm. Bây giờ thêm một cái bình luận này nữa đây nè quý vị. Bình luận này thì lại một ý kiến khác đi. Bởi cho nên mới nói nè, không phải người ta chửi mình là mà làm mình xấu, mà là tại vì người ta không ưa mình, hoặc là mình đụng tới những cái quyền lợi của họ, họ chửi mình thôi, chứ không phải là mình xấu nha quý vị. Đó, thì một cái người yêu thương mình thì lại nói chuyện khác đây quý vị. Một cái bình luận khác để như thế này: đúng ra chị phải là luật sư mới đúng đó chị. Phân tích chính xác, thấu đáo, đanh thép và rất thuyết phục. Rất ngưỡng mộ, bà chế đẹp lắm luôn á chàng. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Vậy thì cái bình luận hồi nãy á thì lại nói tôi đánh tráo khái niệm. Đó là tại vì họ ghét mình, họ chửi mình, họ nói mình đánh tráo khái niệm. Còn cái người họ thương mình thì họ nói đáng lý ra chị phải là một luật sư mới đúng, tại vì những gì chị phân tích là thấu đáo, đanh thép và rất thuyết phục. Đó, vậy thì tin ai quý vị? Tin ai đây? Mình tin bản thân mình đây quý vị. Và tôi tin cái bình luận này nè, tôi tin cái bình luận này khen tôi là đúng nè. Tại vì tôi nói cái gì rất là thuyết phục và chưa bao giờ lên đánh tráo khái niệm nha. Nói sự thật. Từ cái chỗ nói sự thật nó đụng chạm tới chén cơm của người ta, đụng chạm tới quyền lợi của người ta, cho nên là người ta mới vào tấn công bất chấp. Mà tấn công theo cái kiểu này đây nè quý vị, tấn công đến nỗi mà khán giả tôi vào mà nóng ruột cho tôi luôn đó quý vị. Thì một cái bình luận này lại vô nói như thế này đây: tụi nó vô Facebook của chị tấn công chị, em vô thấy mà bức xúc. Em tin sẽ có một ngày thần tượng của họ sẽ rớt cái mặt nạ xuống, xem họ còn u mê nữa hay không. Chị phân tích sẽ có nhiều người nhận ra bộ mặt của hai con chị đại này. Ước gì em gặp chị để ôm chị một cái. Chúc chị nhiều sức khỏe nha, bà chế yêu của em. Đó, đến nỗi mà đụng chạm tới chén cơm manh áo của nó rồi, đụng chạm tới quyền lợi của nó rồi, nó vào nó tấn công.
Vì sao quý vị? Là cái Facebook của tôi đó quý vị, tôi đăng lên và thậm chí tôi không có nói động bất kỳ một cái gì, nó cũng vào tấn công. Và tất cả những người trên cộng đồng mạng mà theo dõi về cái vụ này, theo dõi về những phân tích của tôi, họ có vào Facebook họ coi, là họ vào trong cái Facebook của tôi tấn công đến nỗi mà họ là khán giả của tôi, họ đọc những cái lời đó mà họ còn bức xúc đó quý vị. Họ còn không chịu được đó quý vị. Là vì sao? Là vì tôi nói quá thẳng, tại vì tôi nói quá thật, nó chạm tới quyền lợi của họ. Tại vì nếu như mà tôi lên tôi nói nhiều, tôi nói hoài đó, thì tất cả những người còn u mê sẽ sáng mắt ra, thì họ sẽ đâu có còn lừa đảo được những người trên cộng đồng mạng nữa đâu quý vị. Thì đó, quyền lợi của họ, họ phải vào tấn công hoặc bịt miệng nhỏ này lại. Phải bịt miệng nó lại để cho nó đừng có nói nữa. Chứ nếu như nó nói nữa thì cái mặt nạ của hai cái con người đó sẽ rớt xuống, mọi người sẽ thấy nó là ai đó quý vị. Thêm bình luận cuối cùng nha quý vị. Thì em Emison thật không diễn tả được, chị thích kênh em truyền tải và phân tích number one, không ai qua được. Chị nhìn em rất phúc hậu và rất đẹp. Thương không quý vị? Một cái người mà người ta hiểu biết, phân tích rất thuyết phục number one và không thể nào diễn tả được, là rất là thích em. Đó đúng không quý vị? Tại vì một cái người trung thực, không hại ai, lên phân tích cái đúng cái sai, không có tạo cho mình giả tạo để đi giúp người khác và nói lên sự thật, thì những người mà họ trung thực họ rất là yêu thích tiếng nói của tôi. Vậy thì vì sao những người kia ghét tôi mà vào chửi tôi tấn công như vậy? Là tại vì tôi đụng tới chén cơm của họ, họ đang ăn ngon mà quý vị. Tự nhiên tôi đụng tới chén cơm của họ, họ không còn lừa đảo được tất cả những người khác, thì họ vào họ hại tôi thôi. Cho nên ở phần 89 ngày hôm nay tôi kết thúc ở đây nha quý vị. Và tôi thì bây giờ đang rất là bận rộn, chuẩn bị chọn cái tour để đi du lịch. Và nếu ai muốn đi du lịch chung với lại Mission Tour Trung Quốc thì cái clip phần 90 tôi sẽ đưa lên, mọi người đăng ký đi chung với vợ chồng Mission cho vui nha quý vị. Chứ mà mắc mới gì đi lên trên mạng nói qua nói lại chửi lộn chi cho mệt quý vị. Đó là những kênh khác chứ không phải tôi. Tôi chỉ phân tích những cái gì đúng sai và phân tích những cái gì tốt đẹp đến tất cả mọi người và giúp đỡ những người cần tôi mà thôi. Còn bây giờ thì xin tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye. Annyeonghaseyo, tamme video mạnh nayo. Bye bye.